Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 47. Mạc Khinh Nguyệt nói. Phụ thân hẳn minh bạch, nếu như hắn không chết, hiện tại Mạc gia. Chúng ta lại vứt bỏ hắn đi, như vậy Mạc gia ta cùng hắn sẽ không có khả năng giải hòa, lấy tính cách của hắn, Mạc gia ta có thể sẽ gặp phải tai nạn diệt vong. Tuyệt đối không có khả năng. Trung niên nói. Cường giả thánh giả xuất thủ, hắn tuyệt đối không có khả năng sống. Khinh Nguyệt, người hẳn minh bạch, La Tuấn mang theo cơ hồ là tinh nhuệ của toàn bộ trung vực, chúng ta lấy cái gì đi ngăn chặn. Ở lại chỗ này, chỉ là chịu chết mà thôi. Mạc Khinh Nguyệt hít sâu một hơi nói. Người mang theo cường giả Mạc ra đi đi, ta ở lại chỗ này. Ngươi, trung niên cực kỳ tức giận. Mạc Khinh Nguyệt cũng không có để ý hắn, xoay người ra đại điện. Sau nửa canh giờ, Mạc gia ngoại trừ Mạc Khinh Nguyệt, tất cả cường giả ly khai Nam vực. Kiếm Tông, các ngươi cũng muốn đi. Tô Thanh Thi nhìn Thụ Tâm hỏi. Thụ Tâm áy náy gật đầu nói. Xin lỗi, ta đã biết được tin tức, La Tuấn mang theo toàn bộ tinh nhuệ trung vực đến Nam vực, chúng ta căn bản không cách nào ngăn chặn hắn. Ta không thể để cho thụ nhân tộc hủy ở trên tay của ta. Các ngươi muốn đầu nhập vào La Tuấn. Hỏi chính là Lục Kiếm Giao. Thụ Tâm nói. Chúng ta muốn đi Bắc Vực, ở vùng cực Bắc của Bắc Vực, có một chỗ có thể đi thông yêu vực, chúng ta muốn thử xem. Nếu như thực sự không được. Thụ Tâm không có nói rõ, thế nhưng tất cả mọi người hiểu ý của nàng. Tô Thanh thì thấp giọng thở dài, khoát tay áo. Dương Diệp sinh tử không biết, hai ngày nay nàng cùng Hiểu Vũ Tịch bị dằn vặt so với dĩ vãng còn nhiều hơn. Hiện tại nhìn thấy những người này không kịp chờ đợi muốn đi, trong lòng nàng càng thêm không phải tư vị. Thu Tâm lần thứ hai áy náy nhìn đám người Tô Thanh Thi gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Rất nhanh, thụ nhân tộc ly khai. Cổ vực thành thành chủ thì sao? Tô Thanh Thi nhìn về phía Lục Kiếm Giao hỏi. Lục Kiếm Giao nói. Cha ta nói, chỉ cần không có chân chính xác định Dương Diệp chết, cổ vực thành chúng ta vĩnh viễn đứng ở bên các ngươi. Ngụ ý, chỉ cần xác định Dương Diệp chết, như vậy cổ vực thành sẽ như Mạc gia và thụ nhân tộc. Tô Thanh thì rất rõ ràng, gật đầu, nhìn về phía Đinh Thược Dược nói. Các ngươi thì sao, đại quân đỉnh Hán đế quốc xuôi nam, loạn ma hải các ngươi đứng mũi chịu sào, nếu các ngươi không đầu nhập vào La Tuấn, sợ rằng cơ nghiệp ở loạn ma hải sẽ không tồn tại nữa. Đinh Thược Dược khẽ mỉm cười nói. Ở một canh giờ trước. Ta đã thông chỉ Đinh gia mang mọi người và tài vụ rời vào Nam vực, đồng thời phá hủy tất cả hải hạm, không có hải hạm, đại quân La Tuấn trong khoảng thời gian ngắn không cách nào đi tới Nam vực, bất qua tối đa chỉ có thể trì hoãn bọn họ nửa tháng, bởi vì lấy tài phú của đỉnh Hán đế quốc, muốn có được hải hạm còn không phải khó khăn. Sở dĩ Đinh Thược Dược được ăn cả ngã về không, là bởi vì tiểu cô nương lúc đầu cứu Dương Diệp kia. Nàng không rõ ràng lắm cái gì gọi là người thiên ngoại, thế nhưng nàng cực kỳ rõ ràng. Tiểu cô nương kia cực kỳ kinh khủng, bởi vì cường giả thánh giả cảnh cũng trúng chiêu của nàng, đồng thời cực kỳ kiêng kỵ nàng. Tuy Dương Diệp còn sống hy vọng xa vời, thế nhưng nàng muốn đánh cuộc một lần. Chỉ cần thắng, nàng tuyệt đối có lý do tin tưởng, ngày sau chỉ cần Dương Diệp bất tử, Đinh gia cũng sẽ không diệt. Dương Diệp tồn tại vạn năm, Đinh gia cũng có thể tồn tại vạn năm. Đây là một lần cược mạng. Bởi vì một khi Dương Diệp thật chết rồi, như vậy Đinh gia tuyệt đối cũng sẽ bị diệt. Bởi vì trước khi nàng lệnh Đinh gia làm tất cả, khiến Đinh gia tuyệt đối không có khả năng đầu nhập vào La Tuấn. Nghe Đinh Thược Dược nói, Tô Thanh thì có chút ngoài ý muốn, nguyên bản nàng cho rằng Đinh gia sẽ rời đi, thế nhưng không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên không chỉ không rời đi, trái lại còn từ bỏ cơ nghiệp của mình đứng ở bên Dương Diệp. Lẽ nào nữ nhân này cũng ưa thích phu quân mình? Trong đầu Tô Thanh thì sinh ra một ý niệm hoang đường. Cổ vực thành. Hai An gia nguyên bản đang không ngừng rút lui khỏi cổ vực thành nghe được tin tức Dương Diệp bỏ mình, đều ngừng lại. Thành Bắc An gia ngừng một thời gian ngắn lại bắt đầu rút lui, bởi vì thành Bắc An gia lão tổ tự mình ra mặt, nếu như An Khô không rút lui, vậy hắn sẽ không còn là An gia gia chủ. Thành Nam An gia. Lần này đỉnh Hán đế quốc mang tới cường giả tôn giả cảnh, có chừng 1.5 vạn người, trong đó tôn giả cảnh ngũ phẩm trở lên, có ít nhất 6.000. Còn lại linh giả cảnh và vương giả cảnh vô số kể. Còn nữa, La Tuấn đã phái người đến, nói chỉ cần ngươi nguyện ý gả cho hắn, hắn có thể không tính sự tình trước kia An gia phản bội đỉnh Hán đế quốc, không thì ngày sau toàn bộ đại lục không còn An gia. Ngươi quyết định như thế nào?
Trong phòng, cô gái áo đen nhìn An Bích Như nói. Đi Nam Vực. Đây là An Bích Như trả lời. Cô gái áo đen do dự một chút, sau đó nói. Bích Như, người nghĩ Nam Vực có chút hy vọng sao? Cho dù Dương Diệp không chết, ở trước mặt hơn một vạn tôn giả cảnh cùng vô số linh giả cảnh, vương giả cảnh, hắn có thể làm cái gì? An Bích Như đứng dậy nói. Nếu như bây giờ chúng ta đầu quân La Tuấn, người nghĩ hắn sẽ thực hiện hứa hẹn sao? Sẽ không, sở dĩ hắn nói ra điều kiện kia, là muốn đạt được An gia ta, sau đó diễn trò cho người khác xem, để những thế lực kia của Nam Vực biết, La Tuấn hắn có khí độ, có thể bao dung bọn họ. Nhưng sự thực là, sau khi chúng ta trở về, chỉ có thể trở thành pháo hôi, cho dù ngày sau hắn thống nhất đại lục, chúng ta cũng bị hắn chèn ép, thậm chí hủy diệt. An Bích Như nói xong, đi ra ngoài cửa, lúc đi tới cửa, nàng ngừng lại nói. Không ai ưa thích bị phản bội, lòng dạ của La Tuấn cũng không rộng. Hắn đưa ra điều kiện kia, còn có một nhân tố, bởi vì hắn muốn báo thù ta. Còn có một sự tình cần cô nhớ kỹ, bây giờ là cơ hội cuối cùng chúng ta đứng thành hàng, làm sai, thành Nam An gia chúng ta sẽ thực sự chết không có chỗ chôn. Nhìn bóng lưng An Bích Như rời đi, cô gái áo đen thấp giọng thở dài. Hồng Mông Tháp. Lúc này tình huống của Dương Diệp quả thật có chút không ổn, vết thương ở trước ngực hắn có lực lượng pháp tắc thần bí, cho dù có Thanh Mộc Chi Hồn không ngừng chữa trị, thế nhưng không chút tác dụng nào. Nếu như không phải Hồng Mông tử khí trong cơ thể hắn, lúc này sợ rằng hắn đã mệnh tang cửu tuyền. Thế nhưng trong cơ thể hắn cũng không phải Hồng Mông tử khí chính tông, cho nên chỉ có thể trì hoãn vết thương kia tiếp tục mở rộng, mà không thể hoàn toàn trị hết. Tiểu cô nương mang Dương Diệp vào Hồng Mông Tháp, tay nàng cầm quyền trượng bảo thạch, trong miệng niệm tiên âm, dần dần, quyền trượng bảo thạch của nàng tản mát ra lam quang rực rỡ chói mắt. Ngay sau đó, toàn bộ linh khí trong tầng thứ nhất của Hồng Mông Tháp điên cuồng lao về phía Dương Diệp. Rất nhanh, tiểu cô nương ngạc nhiên phát hiện, theo những linh khí này điên cuồng tràn vào trong thân thể Dương Diệp, vết thương trên ngực Dương Diệp bắt đầu chậm rãi khép lại. Bản công chúa quả nhiên không đoán sai, lực lượng pháp tắc của nữ nhân kia chỉ hữu hiệu với thế giới kia, thế giới Hồng Mông Tháp có pháp tắc của mình, lực lượng pháp tắc nơi này bản năng bài xích, làm cho lực lượng pháp tắc của nữ nhân kia mất đi hiệu lực. Ha ha, bản công chúa thật là thiên tài. Thấy vết thương ở ngực Dương Diệp dần dần khép lại, trên mặt nàng không còn có băng lãnh như dĩ vãng, lộ ra nụ cười sáng lạn. Linh khí cũng không có đình chỉ, ngược lại càng ngày càng nhiều tràn về phía Dương Diệp, chỉ là sắc mặt của nàng có chút trắng. Oanh! Một cổ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra. Tôn giả cảnh tứ phẩm. Ở dưới vô số linh khí chữa trị, Dương Diệp đạt tới tôn giả cảnh tứ phẩm. Nhưng còn chưa kết thúc, dần dần, tiểu cô nương phát hiện, linh khí trong phạm vi ngàn dặm đều bị hút sạch. Tiểu cô nương vung tay kên, những đa năng lượng siêu phẩm ra của Dương Diệp xuất hiện ở giữa sân, sau đó hơn 3 vạn viên đá năng lượng siêu phẩm bắt đầu thiêu đốt, hóa thành linh khí vào tới cơ thể của Dương Diệp. Phốc, một ngụm máu tươi từ trong miệng tiểu cô nương phun ra, bất quá tiểu cô nương không có buông tha, mà tiếp tục lẩm bẩm ngôn ngữ thần bí. Rất nhanh, đá năng lượng siêu phẩm của Dương Diệp đã thiêu đốt gần chín thành. Linh khí càng ngày càng nhiều, Dương Diệp phảng phất như thành một vòng xoáy kinh khủng, vô số linh khí điên cuồng tràn vào thân thể hắn, dần dần, trên người Dương Diệp phát ra khí tức càng ngày càng kinh khủng. Oanh! Khí thế to lớn từ trong cơ thể Dương Diệp bạo phát ra, cổ khí thế này như gió lốc cuộn sạch, không gian xung quanh nhất thời nổi lên từng đợt rung động. Tôn giả cảnh ngũ phẩm. Ánh sáng màu lam trên quyền trượng bảo thạch trong tay tiểu cô nương dần dần tán đi, tiểu cô nương từ không trung chậm rãi rớt xuống, lúc sắp rơi xuống đất, một đôi tay ôm lấy nàng. Ngươi không sao chứ? Nhìn khuôn mặt tiểu cô nương không có chút máu, Dương Diệp khẩn trương hỏi. Dương Diệp cũng thật không ngờ, đó chính là lúc này thân thể của nàng là thật, mà không phải hư ảo giống như trước. Tiểu cô nương lắc đầu nói. Ta thi triển một loại cấm pháp. Trong khoảng thời gian ngắn sợ rằng sẽ rơi vào ngủ say. Ta chỉ có thể trợ giúp người như vậy, người phải hiểu được, bây giờ thực lực của ngươi còn quá yếu, yếu, thì nhất định sẽ bị khi dễ, bộ đãi ngộ bất bình đẳng. Ta cũng biết người đã rất nỗ lực, thế nhưng người còn phải càng thêm nỗ lực, hiểu chưa? Dương Diệp gật đầu, lấy tay xoa xoa tiên huyết bên miệng tiểu cô nương khẽ nhíu mày, bởi vì nàng chưa từng bị người sờ qua như vậy. Thế nhưng khi thấy vẻ nhu sắc trong mắt Dương Diệp, chân mày của nàng không kiềm hãm được giãn ra.
Đúng lúc này, một đạo tử quang hiện lên, tử điêu xuất hiện. Tử điêu nhào vào trong lòng Dương Diệp, đầu nhỏ không ngừng cọ cọ ngực Dương Diệp, như nghĩ tới điều gì, nàng quay đầu căm tức nhìn tiểu cô nương, bởi vì trước kia chính là tiểu cô nương này vây khốn nàng, để cho nàng không cách nào giúp đỡ Dương Diệp, chỉ có thể nhìn Dương Diệp bị cánh hoa kia kích thương. Dương Diệp xoa đầu nhỏ của tử điêu, sau đó nói. Nàng là vì muốn tốt cho ngươi, lúc trước tình huống như vậy, người đi ra, một chút ý nghĩa cũng không có, hiểu chưa? Tử điêu nhất thời lộ ra thần sắc ủy khuất. Dương Diệp hôn trán của nàng một cái nói. Ta biết ngươi quan tâm ta, thế nhưng nếu như ngươi gặp chuyện không may, ta nhất định sẽ phát rồ. Đối với ta mà nói, ngươi trọng yếu hơn tính mạng của ta, ngươi trăm triệu lần không thể xảy ra chuyện gì, hiểu chưa? Tiểu cô nương nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ có chút bất mãn, thế nhưng thanh âm rất nhỏ, Dương Diệp cùng tử điêu đều không nghe được. Không. Đột nhiên, tử điêu há mồm, phát ra một giọng nói, thanh âm rất êm tai, như oanh líu díu. Sau khi nói xong, tử điêu mở to mắt, sau đó đâm vào trong ngực Dương Diệp, tiểu trảo không ngừng vỗ Dương Diệp, tựa hồ không có ý tứ. Dương Diệp ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn tử điêu. Hắn không nghĩ tới tiểu gia hỏa này thì đã có thể nói tiếng người. Nói cách khác, tử điêu đã truyền thừa thành công, nàng có thể hóa hình người. Khục! Đúng lúc này, tiểu cô nương đột nhiên ho nhẹ một tiếng, Dương Diệp vội vã nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt tiểu cô nương mệt mỏi, hai mắt có chút không mở ra được, Dương Diệp cả kinh, vội vàng hỏi. Ngươi không sao chứ? Tiểu cô nương nhìn Dương Diệp nói. Ta sắp rơi vào ngủ say, có thể phải ngủ mấy trăm năm. Cái gì? Dương Diệp cả kinh nói. Mấy trăm năm? Tiểu cô nương nói. Ta tiêu hao lực lượng bổn nguyên nhiều lắm, đây đã là kết quả tốt. Nhất, muốn ta sớm tỉnh lại, người mở ra hồng mông thấp tầng thứ hai, lấy ra một loại đan dược tên là hồi nguyên đan cho ta ăn, ta mới có thể tỉnh lại, không thì ta phải ngủ mấy trăm năm. Ta sẽ sớm mở ra tầng thứ hai, sớm để ngươi tỉnh lại, ta bảo chứng. Dương Diệp miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười nói. Ta đã đáp ứng ngươi, sẽ dẫn ngươi về nhà. Tiểu cô nương nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó hai mắt chậm rãi đóng lại. Nhìn tiểu cô nương suy yếu như vậy, Dương Diệp nhìn không được đau xót. Ta phải mạnh lên. Trong tầng một hồng mông tháp, thanh âm của Dương Diệp như tiếng sấm khuếch tán ra. Ha ha, từ nay không có người có thể uy hiếp bản tổ, ha ha. Nam vực quỷ tông, thì tổ điên cuồng hấp thu huyết khí cùng sát khí chung quanh quỷ tông. Ở xung quanh hắn, nằm mấy vạn thi thể quỷ tông, tiên huyết còn nóng, hiển nhiên những người này vừa mới chết không lâu. Lúc đầu hắn cùng với Dương Diệp giết lên Bách Hoa Cung, sau khi tổ sư Bách Hoa Cung xuất hiện, hắn liền lặng lẽ chạy trốn. Sau cùng nghe Dương Diệp bị tổ sư Bách Hoa Cung đánh chết, làm hắn vui vẻ không? Thôi, chỉ cần Dương Diệp chết, liền không có người có thể khống chế hắn, chỉ cần hút tiên huyết cùng sát khí của hơn ức người. Hắn chí ít có thể khôi phục 8 phần 10 thực lực năm đó. Ở thế giới không có thánh giả, khôi phục 8 phần 10 thực lực, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ đại lục. Khi đó hắn có thể hút sạch toàn bộ đại lục. Vừa nghĩ tới loại tràng cảnh đó, thì tổ liền không nhịn được đắc ý cười phá lên. A! À, đột nhiên, thì tổ phát ra một tiếng kêu thảm thiết, hắn quay đầu nhìn về phương Bắc, trong thanh âm mang theo tức giận ngập trời cũng không giải thích được. Làm sao có thể? Người cái này, người làm sao có thể không chết? A! À, nói chưa hết lời, thì tổ lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Người tên khốn kiếp, ta giết người a a a a. Đại ca, đừng có nghịch hồn bài, ta tới ngay a. Thân thể thi tổ hóa thành một đạo hồng quang bắn mạnh về phương Bắc. Chấm! Kiếm tông! Dương Diệp lặng lẽ xuất hiện ở trong kiếm tông, thời điểm nhìn thấy hắn không có việc gì. Tô Thanh thì cùng Hiểu Vũ Tịch không khỏi vui đến phát khóc. Trong thời gian Dương Diệp gặp chuyện không may, các nàng có thể nói là cực kỳ dằn vặt, đặc biệt là Tô Thanh Thi, bởi vì nàng sắp sinh. Trong phòng, Dương Diệp nghe Tô Thanh Thi nói sự tình phát sinh hai ngày nay của Nam Vực. Nghe người của Mạc Gia rời đi, sắc mặt của Dương Diệp lại rất bình tĩnh, bởi vì hoàn toàn ở trong dữ liệu của hắn. Mạc Gia cùng hắn một chút cảm tình cũng không có, sở dĩ đối phương tới giúp đỡ hắn. Đơn giản là bởi vì tiềm lực cùng hắn có một sư phụ bán thánh, đối phương muốn ôm đùi mà thôi. Thời điểm cho là hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đối phương rời đi, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ là hắn không nghĩ tới thụ nhân tộc cũng rời đi,
ngược lại nữ nhân lấy lợi ích chí thượng như đinh thực dược lại không đi, đồng thời rời toàn bộ đinh gia đến Nam Vực. Hiện tại, rất nhiều thế gia, còn có tiểu tông môn của Nam Vực, đã chuẩn bị sẵn sàng đầu nhập vào La Tuấn. Chỉ cần La Tuấn bước lên Nam Vực, sợ rằng Nam Vực sẽ có vô số thế lực đi đón chào. Hiện tại tình huống của Nam Vực, đối với chúng ta mà nói, rất không ổn. Tô Thanh Thi nhíu mày nói. Dương Diệp nhẹ nhàng vuốt ve cái bụng của Tô Thanh Thi, ôn nhu nói. Ngươi không cần quan tâm những chuyện này, tất cả đều giao cho ta, ngươi chuyên tâm dưỡng thai là tốt rồi, hiểu chưa? Dương Diệp kéo Tô Thanh Thi vào trong lòng, tay đặt ở trên bụng của Tô Thanh Thi không khỏi đỏ mặt lên, nhưng không có phản kháng, Hiểu Vũ Tịch nhìn cái bụng của Tô Thanh Thi, đôi mắt hiện lên ước ao. Tô Thanh Thi gật đầu, kỳ thực từ khi có hài tử, nàng cũng không muốn quản kiếm tông. Chỉ là nàng bất kể mà nói, sẽ không có người quản, rất bất đắc dĩ. Hiện tại tốt rồi, Dương Diệp tới, tất cả sự tình tự nhiên có phu quân lo. Dương Diệp nhìn về phía Hiểu Vũ Tịch, nhìn nàng mỉm cười, vẫy vẫy tay, Hiểu Vũ Tịch do dự một chút, sau đó đi tới bên cạnh Dương Diệp. Dương Diệp kéo tay nàng, sau đó cười nói. Ngươi cũng muốn hài tử sao? Sắc mặt Hiểu Vũ Tịch không hiểu đỏ lên, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Chúng ta nỗ lực là được. Dương Diệp cười ha ha một tiếng, ôm hai nàng vào trong ngực. Trải qua hai ngày cố gắng tạo người, Dương Diệp mang theo Thi Tổ đi tới Đoạn Hồn Uyên. Tiểu tử, ta không đi nữa. Bên cạnh Đoạn Hồn Uyên, Thi Tổ đột nhiên nói. Dương Diệp do dự một chút, sau đó gật đầu, người trước mắt này nhất định là Cố Kỵ Mạc Lão. Tuy thân thể của đối phương là bán thánh, thế nhưng Mạc Lão là cường giả bán thánh chân chính. Người trước mắt này sẽ cố kỵ, cũng thuộc về bình thường. Làm như biết Dương Diệp đang suy nghĩ gì, Thi Tổ hừ lạnh một tiếng nói. Tiểu tử, ta thừa nhận, hiện tại hắn mạnh hơn ta, thế nhưng ở năm đó, loại cấp bậc như hắn, lão tổ ta vung lên tay là có thể chết một đống. Dương Diệp bĩu môi, không để ý Thi Tổ nữa, thả người nhảy vào Đoạn Hồn Uyên. Trước nhà tranh, không nghĩ tới, một ít cường giả thánh giả cảnh trong truyền thuyết còn chưa chết. Mà đi vào thế giới khác, nguyên lai bên ngoài thế giới này của chúng ta, còn có thế giới khác, thật muốn đi xem một chút. Mạc Lão xếp bằng ngồi dưới đất, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc này Mạc Lão so với trước đây càng thêm già nua, tóc đã hoàn toàn trắng. Thấy bộ dáng này của Mạc Lão, Dương Diệp rất khó chịu, mặc dù lão nhân trước mắt này là chí cường giả, thế nhưng hắn rất cô độc. Ngươi biết không? Mạc Lão nhìn về phía Dương Diệp nói. Nguyên bản ta cho rằng, thực lực của ta dù đánh không lại cường giả thánh giả cảnh, thế nhưng chắc cũng có thể cùng đối phương qua mấy chiêu. Thế nhưng không nghĩ tới, đối phương chỉ là hồn phách phủ xuống, liền để ta ngay cả năng lực phản kháng cũng không có. Ha ha, hồn phách phủ xuống, mặc dù đối phương có bản thể dựa vào, thế nhưng chỉ không tới 1% thực lực a. Dưới thánh giả cảnh, đều là con kiến hôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dương Diệp dùng mình, hắn không nghĩ tới, thực lực của Mục Hàn San. Kia dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Không đúng, Dương Diệp đột nhiên nhớ lại một việc, Lưu Vân Thánh giả cũng là hồn phách, thế nhưng vì sao kém hơn Mục Hàn San nhiều như vậy? Rất nhanh, Dương Diệp suy nghĩ minh bạch. Mục Hàn San là cường giả thánh giả cảnh chân chính, hơn nữa bản thể vẫn tồn tại, cho nên hồn phách của Mục Hàn San cũng là hồn phách của cường giả thánh giả cảnh. Mà bản thể của Lưu Vân Thánh giả đã bị hủy. Cảnh giới rơi xuống, nghiêm chỉnh mà nói, hồn phách của hắn đã không thể coi là hồn phách của cường giả thánh giả cảnh. Cộng thêm hồn phách cũng trọng thương, cho nên Lưu Vân thánh giả căn bản không thể so sánh với Mục Hàn San. Tiểu cô nương lúc trước là khí linh của thần vật kia. Lúc này Mạc Lão đột nhiên hỏi. Dương Diệp lắc đầu nói. Nàng không phải khí linh, mà là người của thế giới khác, chỉ bởi vì một ít nguyên nhân, nàng đi tới thế giới của chúng ta. Mạc Lão trầm mặc. Dương Diệp nói. Mạc Lão, lần này tới tìm ngươi, là muốn mượn vài thánh kiếm tới dùng. Thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, đạo khí của hắn đã hết sạch, điều này làm cho Dương Diệp đau lòng không thôi. Hiện tại, hắn đã không có đạo khí, nói cách khác, sau này không có biện pháp thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể tìm Mạc Lão xin. Mạc Lão nở nụ cười khổ nói. Tiểu tử. Ngươi cho rằng đạo khí đều là đá cội sao? Ngươi dùng đạo khí như thế, đừng nói lão nhân ta, ngay cả đỉnh Hán đế quốc cũng nuôi không nổi ngươi.
Dương Diệp sờ mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Ta cũng không có biện pháp a. Thuấn không kiếm cùng chỉ phong kiếm nghiền nát, tâm hắn bây giờ còn đang nhỏ máu. Hai thanh kiếm kia là đại sát khí của hắn a, nhưng cứ như vậy không còn. Tay phải của Mạc lão vung lên, một đạo bạch quang lấp lóe, sau đó một thanh cổ kiếm màu đen xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Cổ kiếm tạo hình không đẹp, trên thân kiếm gồ ghề, kiếm phong. Căn bản không có kiếm phong, nói là kiếm, nhưng càng giống như một thanh cự xích. Đây là... Dương Diệp kinh ngạc nói. Kiếm này tên kiếm xích, truyền thuyết là do một viên tinh cầu vẫn diệt áp xúc thành, có phải thật vậy hay không ta không biết, bất qua kiếm này rất nặng, cường giả tôn giả cảnh bình thường căn bản không cách nào cầm được. Trước đây không có cho ngươi, chính là nguyên nhân. Này, hiện tại, lực lượng thân thể của người tuy kém một ít cường giả hoàng giả cảnh, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu, thử xem. Mạc lão nói. Nghe vậy, Dương Diệp gật đầu, cầm lên kiếm xích, thời điểm cầm lấy kiếm xích, tay của Dương Diệp đột nhiên giảm xuống chừng 30 tấc, mà chỗ Dương Diệp đứng dĩ nhiên sụp xuống. Dương Diệp biến sắc, vội vàng dùng lực, lúc này mới cầm chắc được kiếm xích. Nhìn kiếm xích trong tay, trong mắt Dương Diệp lóe lên kinh ngạc nói. Mạc lão, kiếm này thật nặng, cộng thêm lực lượng của ta, sợ rằng chỉ bằng vào lực lượng thân thể là có thể một kiếm đập chết cường giả tôn giả cảnh. Chỉ là kiếm này quá khó coi. Hơn nữa so với Thuận Không kiếm cùng chỉ phong kiếm kiếm cũng kém rất nhiều. Không muốn. Mạc lão gật đầu nói. Vậy đưa ta cũng chỉ có một thanh đạo khí này, vừa vặn cầm tới đốn củi. Đạo khí đốn củi. Khóe miệng Dương Diệp co giật, vội vàng thu kiếm vào nói. Đa tạ Mạc lão ban kiếm, chỉ là, cái kia, Mạc lão, còn nữa không? Ngươi cũng biết, ta thi triển kiếm kỹ, rất tiêu hao kiếm. Một thanh kiếm thiếu rất nhiều a. Mạc lão có chút sở khóc sở cười nói. Tiểu tử ngươi thực sự cho rằng đạo khí là rau cải trắng sao? Ta đưa cho ngươi những đạo khí đó, đều là trải qua hơn vạn năm mới thu thập. Nói thật với người a, thanh kiếm này là đạo khí sau cùng của ta. Sau này không có việc gì thì đừng thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, phá sản a. Phá sản? Dương Diệp cười khổ, kỳ thực hắn cũng cảm giác mình phá sản. Dùng Trảm Thiên Bạt kiếm thuật một lần liền hư hao một thanh đạo khí, cho tới bây giờ, hắn đã hủy diệt bao nhiêu đạo khí. Bất quá hắn quả thực không có biện pháp, bởi vì kiếm thông thường đừng nói thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ngay cả muốn cắm vào cổ sao cũng không được. Muốn trách, chỉ có thể trách cổ sao quá phá sản. Được rồi, người đi đi, nhanh giết chết La Tuấn A, sau đó hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá hoàng giả cảnh. Mạc lão nói xong câu này. Liền xoay người đi vào trong nhà lá. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm linh của cổ sao xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp sửng sốt, sao nữ nhân này lại đi ra? Cổ sao kiếm linh trầm mặc một hồi, sau đó nói. Chúng ta đi tìm một nửa kia của ta a. Một nửa kia? Dương Diệp không có phản ứng qua. Kiếm linh nói. Chính là cổ sao kiếm. Cổ sao kiếm? Dương Diệp nhướng mày nói. Ngươi không phải nói thực lực ta quá yếu, căn bản không cách nào điều khiển sao? Đối với chuôi kiếm thần bí này, kỳ thực hắn đã sớm tò mò, thế nhưng đáng tiếc, kiếm linh này kín miệng muốn chết, căn bản không tiết lộ một chút, chỉ nói cho hắn biết thực lực quá yếu, quá yếu. Kiếm linh nói. Thực lực của ngươi quả thực quá yếu, nhưng lực lượng thân thể của ngươi đã miễn cưỡng hợp cách. Nếu như là trước đây... Ta sẽ chờ ngươi đạt tới hoàng giả cảnh chân chính, mới có thể dẫn người đi tìm bản thể của ta. Thế nhưng hiện tại ta không kịp đợi. Không kịp đợi. Vẻ mặt Dương Diệp đầy hắc tuyến nói. Này, ngươi cũng đừng hại chết ta, ngươi từng nói, kiếm kia ngay cả kiếm tông tổ sư cũng lấy không được, ngươi bây giờ để ta tới, nói thật đi, có phải ngươi muốn hại chết ta hay không? Tuy hắn cũng dự đoán được thanh kiếm kia, bởi vì nữ nhân này đã có nói. Kiếm hoàng ngay cả sách giày cho thanh kiếm kia cũng không xứng. Thế nhưng đó là dưới tình huống có thực lực cùng nắm chặt tuyệt đối a. Đi ngay bây giờ, đi chịu chết sao? Nhìn kiếm linh, ánh mắt Dương Diệp càng bất thiện. Trời muốn diệt ngươi. Kiếm linh nói. Dương Diệp gật đầu. Ta biết, thế nhưng cái này cùng thanh kiếm kia của ngươi có quan hệ gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn bổ thiên một nhát sao? Trong thanh âm kiếm linh tràn đầy mê hoặc nói. Chỉ cần ngươi đạt được bản thể của ta, ngươi thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, là có thể tiêu diệt bổn nguyên ý thức của thiên đạo,
Như vậy, ngươi liền từ căn nguyên chặt đứt lực lượng khởi nguồn của La Tuấn. Dương Diệp càng cảnh giác, kiếm linh này thực biết chỗ hiểm của hắn. Thế nhưng cũng không đúng, nếu như muốn hại hắn, đối phương vẫn có rất nhiều cơ hội, tỉ như lúc đầu thi triển Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, nếu nàng tác quái, hắn tuyệt đối thập tử vô sinh. Chỉ là nếu như không phải muốn hại hắn, như vậy tại sao kiếm linh sẽ đột nhiên biểu hiện cấp bách như vậy? Ngươi đến cùng có chuyện gì vậy? Dương Diệp trầm giọng nói. Kiếm linh muốn nói cái gì, nhưng Dương Diệp khoát tay áo. Ta hy vọng ngươi nói thật, nếu như ngươi có trắc trở, mà ta lại có thực lực mà nói, ta sẽ giúp ngươi. Thế nhưng nếu như ngươi muốn lừa dối ta đi chịu chết, ta không ngại cá chết lưới rách. Kiếm linh thấp giọng thở dài nói. Thánh giả của Bách Hoa Cung đi tới thế giới này, phá hủy cân đối nghiêm trọng. Mảnh thế giới này cũng bởi vì nàng đến, ý chí thiên đạo bị hao tổn, bởi vậy rất nhiều thứ có khả năng sẽ đi ra. Nói rõ hơn một chút. Dương Diệp cau mày, trực giác nói cho hắn biết, có chuyện gì không ổn sắp xảy ra. Bản thể của ta tên Kiếm Tổ, sống ở hỗn độn, cũng chính là trước khi thế giới này còn chưa triệt để hình thành. Ta là thanh kiếm đầu tiên của thế giới, cũng là do hỗn độn âm dương chi khí chế tạo thành, bởi vậy mới có tên Kiếm Tổ. 10 vạn năm trước, thế giới này xuất hiện một nhóm huyền giả nghịch thiên nghịch loại, bọn họ từ tinh cầu khác tới, điên cuồng cướp đoạt hỗn độn chi khí cùng linh khí của các thế giới, thế cho nên phiến thiên địa này xuất hiện nguy cơ trước đó chưa từng có, bởi vì một khi toàn bộ hỗn độn chi khí cùng linh khí của thế giới này tiêu thất, thế giới này sẽ trong thời gian ngắn hủy diệt. Kiếm linh thấp giọng nói. Đời chủ nhân thứ hai của ta, huyền giả nhân loại, còn có ma tộc, yêu tộc, cùng với vô số chủng tộc lúc đó còn chưa biến mất, ở dưới ý thức thiên địa hiệu triệu, liên hợp lại đối kháng nghịch loại huyền giả. Trải qua chiến tranh tàn khốc dài đến hơn vạn năm, nghịch loại huyền giả cơ bản tiêu thất ở mảnh đại lục này. Bọn họ đã chết. Dương Diệp hỏi. Kiếm linh lắc đầu nói. Giết không chết bọn họ. Một ít cường giả tuyệt thế trong bọn họ bất kể là thân thể hay linh hồn đều đã tu luyện tới cảnh giới bất tử bất diệt. Ở tinh vực của chúng ta, không ai, phải nói cho dù là thiên đạo ý chí của thế giới này cũng không giết được bọn hắn. Cường giả ở thế giới của tiểu cô nương kia, cũng có thể làm được. Không chết, ngươi là nói bọn họ vẫn ở trong thế giới của chúng ta. Cổ họng của Dương Diệp lăn lăn, hắn cảm giác cực kỳ không ổn. Kiếm linh gật đầu nói. Đời chủ nhân thứ hai của ta cùng vô số cường giả, cộng thêm thiên địa ý chí của thế giới này liên thủ, mới miễn cưỡng chân áp bọn họ ở tinh lực táng địa, mà chúng ta cũng bỏ ra cái giá cực lớn, đã chết vô số cường giả, chủ nhân đời thứ hai của ta cũng bởi vì trọng thương không lâu sau liền ngã xuống. Cái này với người lại có quan hệ gì? Dương Diệp nói. Kiếm linh nhìn Dương Diệp nói. Lúc đầu, cho dù vô số cường giả liên thủ, cộng thêm thiên địa ý chí của thế giới này, cũng không cách nào trấn áp những nghịch loại huyền giả kia, bởi vậy chủ nhân ta mang bản thể của ta cắm vào tinh lực táng địa, dùng bản thể của ta làm ràng buộc, phối hợp thiên đạo ý chí cùng vô số cường giả trấn áp những nghịch loại huyền giả kia. Mà bây giờ, phong ân buông lỏng. Dương Diệp nheo mắt nói. Ngươi đừng nói với ta những nghịch loại huyền giả kia sắp đi ra nha. Kiếm linh nói. Ta không biết, thế nhưng ta cảm thấy nguy cơ trước đó chưa từng có, trải qua thời gian lâu như vậy. Cộng thêm mảnh thế giới này càng ngày càng yếu, cường giả càng ngày càng ít, không ai tiếp tục ra chỉ phong ấn buông lỏng cũng rất bình thường. Bọn họ mạnh bao nhiêu? Dương Diệp lại hỏi. Kiếm linh nói. Kém nhất cũng là bán thánh. Số lượng bao nhiêu? Rất nhiều. Dương Diệp hít một hơi khí lạnh nói. Nếu như đám người kia chạy đến, làm sao ngăn bọn họ? Kiếm linh nói. Biết vì sao hiện ở thời đại này gặp phải An Nam Tĩnh, La Tuấn không? Bởi vì phiến thiên địa này cảm thấy nguy cơ, nó cần ra chỉ phong ấn những nghịch loại huyền giả kia, bởi vậy mới xuất hiện An Nam Tĩnh si cùng La Tuấn, sở dĩ bọn họ yêu nghiệt như thế, là bởi vì bọn hắn được thiên địa đại khí vận ra thân. Chỉ là lão thiên cũng không ngờ xuất hiện ngươi. Có quan hệ gì tới ta? Dương Diệp có chút bất mãn nói. Bởi vì sự tồn tại của ngươi. Sợ rằng La Tuấn rất khó thống nhất đại lục. Đây cũng là lý do tại sao trời muốn diệt sự tồn tại của ngươi, bởi vì sự tồn tại của ngươi sẽ gây trở ngại La Tuấn phát triển, nếu như hắn không thể thống nhất đại lục, tập hợp tất cả cường giả đại lục, như vậy nghịch loại huyền giả chắc chắn khôi phục, đến lúc đó, thế giới này sẽ chết. Kiếm linh nói. Dương Diệp có chút bất mãn nói. Này,
nói như người thật giống như ta là tội nhân của cả thế giới vậy, người phải hiểu rõ, là bọn hắn muốn giết ta, lẽ nào chỉ cho phép bọn họ giết ta, không cho ta phản kháng. Kiếm Linh trầm mặc một lát, sau đó nói. Các ngươi hẳn nên hợp tác. Dương Diệp cười nhạt nói. Ngươi nghĩ có khả năng sao? Ngươi ngăn cản La Tuấn, thế giới này cuối cùng sẽ hủy diệt. Kiếm Linh nói. Dương Diệp nói. Có quan hệ gì với ta? Cũng không phải ta hủy diệt. Ta chỉ biết, ai muốn giết ta, ta giết kẻ ấy. Lão thiên này không dung ta, chờ ta có thực lực, nghịch loại huyền giả không tiêu diệt hắn, ta cũng sẽ diệt hắn. Con mẹ nó đúng là Diệp chó điên. Ngươi! Kiếm Linh nghẹn lời. Dương Diệp nhìn thoáng qua Kiếm Linh nói. Nếu như ta không đoán sai, kỳ thực ngươi cũng không phải loại Kiếm Linh lấy thương sinh làm trọng a. Không thì ngươi lựa chọn hắn không phải ta, mà là La Tuấn. Kiếm Linh trầm mặc một lát, sau đó nói. Ta trấn áp những nghịch loại huyền giả kia, nhưng những nghịch loại huyền giả kia không phải cũng đang ràng buộc ta sao? 10 vạn năm, bản thể của ta bị nhốt ở chỗ đó 10 vạn năm. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm của Kiếm Linh xen lẫn oán khí và tức giận ngập trời. 10 vạn năm. Dương Diệp hít một hơi khí lạnh, bị ràng buộc ở một chỗ 10 vạn năm, đó là một sự tình kinh khủng bực nào. Thảo nào Kiếm Linh này oán khí lớn như vậy. Nếu như là người bình thường bị ràng buộc 10 vạn năm, chỉ sợ dù không điên, nhân cách cũng sẽ vặn vẹo a. Lúc đầu ta cũng cảm giác được không ổn, bất quá ta không có cách nào, bởi vì mặc kệ là chủ nhân của ta hay những cường giả kia, đều không phải là ta lúc đó có thể chống cự. Không có cách nào, ta chỉ có thể len lén phân ra một bộ phận ý thức gửi ở trong vỏ, sau đó thoát đi tinh lực táng địa, hy vọng tìm được biện pháp trở lại cứu bản thể của ta, chỉ là không nghĩ tới. Vừa ra đã là 10 vạn năm. Kiếm Linh nói. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó nói. Đầu tiên, ta rất đồng tình tao ngộ của ngươi, thế nhưng người nên rõ ràng, ngay cả kiếm tông tổ sư năm đó cũng không thể đi lấy bản thể của ngươi. Ngươi nói, ngươi để ta đi, đây không phải để ta chịu chết sao? Ngươi giúp ta cũng rất nhiều, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa, ngày khác nếu thực lực ta đủ, sẽ giải cứu bản thể của ngươi, như thế nào? Sắp không còn kịp rồi. Kiếm Linh thấp giọng nói. Một khi những nghịch loại huyền giả kia phá phong ấn, bọn họ đầu tiên phải làm, nhất định là hủy bản thể của ta. Đến lúc đó, ta sẽ không còn là ta. Dương Diệp hắt xì cười khổ nói. Ngươi phải hiểu được, chúng ta đi, là chịu chết. Kiếm Linh lắc đầu nói. Trước kia ta nói kiếm tông tổ sư không cách nào giải CDU bản thể của ta là lừa gạt ngươi, hắn không phải không thể giải cứu. Mà là chọn không cứu. Bởi vì năm đó nếu cứu ra bản thể của ta, phòng ấn chắc chắn tan vỡ, vô số nghịch loại huyền giả dốc toàn bộ lực lượng, lúc đó cho dù là hắn cũng không thể ngăn cản những nghịch loại huyền giả kia, cho nên hắn tuyển chọn không cứu. Thì ra là thế. Dương Diệp trầm mặc hồi lâu, sau đó nói. Dù chúng ta cứu ra bản thể của ngươi, thế nhưng những nghịch loại huyền giả kia làm sao bây giờ? Ta làm sao đối phó? Nói thật, nếu như có thể. Ta thực sự nguyện ý giúp đỡ ngươi, bởi vì giúp đỡ ngươi cũng tương đương với giúp đỡ ta. Thế nhưng ngươi cũng minh bạch, chúng ta bây giờ, đừng nói bán thánh, ngay cả hoàng giả cảnh cũng không phải chúng ta có thể chống lại, mà chỗ đó, thấp nhất cũng là bán thánh. Kiếm Linh nói, trước đây, bản ý của ta là hy vọng ngươi triệt để lớn lên lại đi giải cứu bản thể của ta, thế nhưng hiện tại, thực sự đã sắp không còn kịp rồi. Dù không giải cứu bản thể của ta, những nghịch loại huyền giả kia cũng sẽ phá phong ấn. Khác biệt duy nhất là, chúng ta đi, ngươi có cơ hội lấy được bản thể của ta, không đi, ta tiêu thất khỏi thế giới này, mà những nghịch loại huyền giả kia, vẫn sẽ ra bình thường. Xem ra chúng ta không có lựa chọn khác. Dương Diệp cười khổ nói. Chúng ta phải hành động nhanh. Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp gật đầu. Dương Diệp mới ra đoạn hồn uyên, liền nhận được truyền âm phù của Tô Thanh Thi. Sau khi nghe xong, trong mắt Dương Diệp hiện lên sát ý lạnh lẽo, bởi vì La Tuấn đã chiếm được hải tộc ở Loạn Ma Hải giúp đỡ, bởi vậy đại quân La Tuấn đã qua Loạn Ma Hải, đồng thời đại quân xuôi nam, đã đi tới Cổ Vực Thành. Hiện tại, Cổ Vực Thành báo nguy. Thân hình Dương Diệp khẽ động, mang theo thi tổ chạy về phía Cổ Vực Thành. Sở dĩ không trở về Nam Vực, là bởi vì khi biết đại quân La Tuấn qua Loạn Ma Hải lúc, Đinh Thực Dược cũng đã chủ động lệnh đại quân Nam Vực tập hợp. Chạy tới Cổ Vực Thành. Đương nhiên, đây là đạt được Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng ủng hộ.
Giờ khắc này, hầu như toàn bộ tinh nhuệ của Nam vực đều chạy tới cổ vực thành, đặc biệt trong thập vạn đại sơn, thời điểm Dương Diệp bay qua thập vạn đại sơn, phát hiện trong thập vạn đại sơn, vô số huyền thú rậm rạp lao về phía cổ vực thành. Quần sơn rung động. Nguyên bản Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng không có quyết tâm quyết nhất tử chiến với đỉnh Hán đế quốc lớn như vậy, bởi vì song phương chênh lệch quá lớn. Nếu như lấy thập vạn đại sơn là ranh giới tử thủ mà nói, có thể còn có chút cơ hội, thế nhưng hai quân đối chọi giao chiến, Nam vực không có chút hy vọng nào. Thế nhưng khi biết Dương Diệp còn sống, còn đột phá tôn giả cảnh ngũ phẩm, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng không còn do dự. Tử thủ, cuối cùng có một ngày sẽ thất thủ, quyết nhất tử chiến. Còn có một đường sinh cơ. Chí ít dù bại, cũng có thể khiến đỉnh Hán đế quốc trả giá to lớn. Cổ vực thành. Cổ vực thành là một bình chướng thiên nhiên của Nam vực, nếu đại quân của La Tuấn muốn xuôi Nam, không đi ở đây, vậy ít nhất phải quấn trên vạn dặm lộ trình, đi qua phía tây, hoặc là mặt đông của cổ vực thành. Nhưng bất kể đi bên nào, La Tuấn cũng sẽ không lựa chọn. Bởi vì hai bên đều là sơn mạch cao vót trong mây, còn có các loại khe vực. Ao đầm mang theo vô số nguy hiểm. Ngoại trừ cường giả tôn giả cảnh, ngay cả linh giả cảnh cũng không thể đi qua. Cho nên hắn chỉ có thể đi qua cổ vực thành. Trong phủ thành chủ cổ vực thành. Trong phòng, ngồi đại tần đế quốc Tần Tịch Nguyệt, kiếm tông Hiểu Vũ Tịch cùng Đinh Thược Dược, còn có một đại hán của huyền thú đế quốc. Mà bên phủ thành chủ, thì là Lục Kiếm Giao. Theo sơ bộ phỏng chừng, lần này đỉnh Hán đế quốc mang tới cường giả tôn giả cảnh có ít nhất 1.5000 trở lên, cường giả linh giả cảnh chỉ ít 60 vạn, còn lại vương giả cảnh vô số kể. Cái này cơ hồ là tất cả tinh nhuệ của toàn bộ trung vực. Đinh Thược Dược chậm rãi nói. Mà chúng ta, toàn bộ cường giả tôn giả cảnh cộng lại, vẫn chưa tới 5.000, cường giả linh giả cảnh chỉ chừng 20 vạn, số lượng vương giả cảnh càng không bằng 1/20 của đỉnh Hán đế quốc. Nghe Đinh Thược Dược nói. Sắc mặt mọi người đều có chút khó coi, bởi vì thực lực của hai bên chênh lệch quá lớn. Đinh Thược Dược nói, bất quả chúng ta có cổ vực thành làm bình chướng thiên nhiên, chỉ thủ không công mà nói, vẫn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Chỉ là tất cả mọi người hẳn minh bạch, thủ, cũng không phải kế sách lâu dài, chúng ta phải làm, là đẩy lùi La Tuấn, vô số lần đẩy lùi hắn, chỉ cần thời gian lâu dài, những tông môn cùng thế gia trung vực đi theo hắn kia, nhất định sẽ sinh lòng thối ý. Một khi nội bộ bọn họ xuất hiện bất đồng, cơ hội của chúng ta liền tới rồi. Vấn đề là, chúng ta có thể thủ đến thời điểm nội bộ bọn họ xuất hiện bất đồng sao? Nói chuyện là Tần Tịch Nguyệt. Đinh Thược Dược mỉm cười nói. Cái này cũng không khó khăn là, nội bộ chúng ta phải như thế nào mới có thể không hiện ra bất đồng. Các vị đang ngồi đều đại biểu thế lực của mình, ta tin tưởng, đều đã có quyết tâm cùng đỉnh Hán đế quốc quyết nhất tử chiến. Thế nhưng ta muốn hỏi, những thế gia cùng thế lực nhỏ dựa vào các người kia cũng có loại quyết tâm này sao? Huyền thú đế quốc ta không có huyền thú phản bội chủng tộc. Đại hán của huyền thú đế quốc nói. Người còn lại trầm mặc, đặc biệt là đại tần đế quốc Tần Tịch Nguyệt. Trong đại tần đế quốc, có vô số thế gia cùng thế lực nhỏ dựa vào đại tần. Mặc dù bây giờ những thế lực nhỏ và thế gia kia đều biểu hiện cùng đại tần đế quốc đứng chung một chỗ, thế nhưng ai có thể bảo đảm bọn họ sẽ một mực như vậy? Tần Tịch Nguyệt không có một chút lòng tin, bởi vì trước khi tới, Đại Tần đế quốc cũng đã bí mật tiêu diệt mấy thế gia bị Đại Tần đế quốc tra ra có dị tâm. Lúc này, Đinh Thược Dược lại nói. Chúng ta ngoại trừ phải đối kháng đỉnh Hán đế quốc, còn phải chú ý những thế lực trong nội bộ của chúng ta. Bởi vì một khi bọn họ cùng La Tuấn nội ứng ngoại hợp, như vậy đối với chúng ta là tai nạn hủy diệt. Một khi La Tuấn phá thành, các người nghĩ hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Sẽ không, giết chúng ta, thế giới nhân loại thống nhất. Cho nên chư vị, làm ơn phải cẩn thận những thế lực cùng thế gia dựa vào các ngươi kia, một khi phát hiện bọn họ có dị tâm, dù không có chứng cứ, cũng phải diệt sạch. Làm như thế, sợ rằng sẽ khiến rất nhiều thế gia và thế lực khủng hoảng cùng phản cảm. Tần Tịch Nguyệt cau mày nói. Bây giờ là thời kỳ phi thường, chỉ có thể dùng thủ đoạn phi thường. Đinh Thược Dược nói. Đúng lúc này. Một tia gợn sóng xuất hiện ở trước mặt Đinh Thược Dược. Một lát sau, Đinh Thược Dược chau mày. Làm sao vậy? Tần Tịch Nguyệt hỏi. Đinh Thược Dược đứng dậy, nhìn về phương Bắc, trầm giọng nói. Thám tử hồi báo, có 3 người ăn 2 nam 1 nữ mặc trang phục kỳ dị xuất hiện ở trong đại quân La Tuấn, sau đó đại quân La Tuấn ở bên ngoài cổ vực thành 100 dặm ngừng lại.
Có ý tứ gì? Lục Kiếm Giao hỏi. Ninh Thược Dược nói. Hai nam một nữ kia xuất hiện ở trong đại quân La Tuấn, việc đầu tiên là giết hơn 10 người cường giả tôn giả cảnh trong đại quân La Tuấn. Đây là chuyện tốt à? Lục Kiếm Giao nói. Kia chứng minh ba người này cũng là cửu gia của La Tuấn. Ninh Thược Dược lắc đầu nói. Sau khi ba người này giết hơn 10 cường giả tôn giả cảnh của La Tuấn cũng không có phản kích, đồng thời còn mời ba người vào hành cung. Theo thám tử của chúng ta hồi báo, trang phục của ba người này rất kỳ quái, không giống trang phục của đại lục chúng ta, hơn nữa ba người kia cực kỳ cuồng ngạo. Ai, hy vọng sự tình không quá phức tạp. Chấm. Trong hành cung của La Tuấn. Ngươi chính là nhân hoàng đương đại. Một nam tử nhìn La Tuấn hỏi. Ở bên cạnh hắn, còn đứng một nam tử mặc trang phục kỳ dị giống như hắn cùng một nữ tử mặc quần dài màu lam. Lớn mật. Lúc này, một tên tướng quân trong hành cùng nhất thời phẫn nộ quát, nhưng hắn còn chưa nói xong, chỉ thấy nam tử lúc trước nói chuyện bấm tay, một phù văn quỷ dị bắn ra, tướng quân kia biến sắc, vội vã thi triển lồng giam không gian, nhưng phù văn kia không bị ảnh hưởng chút nào, trực tiếp tiến vào thân thể hắn. Sau đó oanh một tiếng, thân thể tên tôn giả cảnh ngũ phẩm kia quỷ dị nổ tung ra, sau khi bạo tạc, phù văn lại bay về trong tay nam tử. Mọi người biến sắc, sắc mặt La Tuấn càng khó coi. Sở dĩ để ba người này tiến đến, là bởi vì hắn nghĩ thực lực ba người cực kỳ cường hãn, nhưng lại rất quỷ dị, muốn mời chào đối phương, thế nhưng không nghĩ tới đối phương ở trước mặt hắn giết người, hoàn toàn không để ý hắn. Ngay thời điểm mọi người chuẩn bị lao lên, nam tử kia lại lấy ra một lệnh bài dơ dơ ở trước mặt La Tuấn. Nhìn thấy lệnh bài này, La Tuấn nhướng mày, sau đó gằn giọng nói. Ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nhưng đúng lúc này, La Thiên lại xuất hiện ở trước mặt hắn, nhìn lệnh bài kia, sắc mặt La Thiên cực kỳ khiếp sợ nói. Thiên đạo lệnh, không nghĩ tới thật sự có thiên đạo lệnh, các ngươi là người của thánh địa. Cuối cùng cũng có người biết hàng. Cho dù đối mặt một cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm, trên mặt thanh niên cũng không có bao nhiêu tôn kính. Mà La Thiên cũng không có ý kiến, tương phản, sau khi xác định lại lịch của thanh niên nam tử, hắn trái lại còn lộ ra nụ cười hòa ái. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của La Tuấn cùng mọi người trầm xuống, ba người trước mắt này đến tột cùng có lai lịch ra sao? Ngươi, các ngươi làm sao sẽ xuất thế? La Thiên hỏi. Thanh niên nam tử nói. Bởi vì có cường giả thánh giả cảnh mạnh mẽ phủ xuống thế giới này, làm cho phong ấn chấn áp nghịch loại huyền giả buông lỏng, bởi vậy thánh địa ta cấp bách cần đại lượng cường giả đi trợ giúp chúng ta gia trì phong ấn. Nguyên bản chúng ta đối với các ngươi cũng không ôm hy vọng gì, dù sao linh khí của thế giới này đã khô kiệt đến loại trình độ này, thế nhưng không nghĩ tới, thế giới này lại có người thu được nhân hoàng truyền thừa, nhân hoàng kiếm, nhân hoàng an, cộng thêm thiên địa khí vận, vẫn có tác dụng rất lớn. Phong ấn buông lỏng. La Thiên biến sắc nói. Việc này là thật. Thanh niên nam tử nói. Tự nhiên, không thì bọn ta làm sao sẽ tới chỗ này. Nói xong nhìn về phía La Tuấn nói. Nếu ngươi là nhân hoàng, vậy thì lập tức hiệu triệu tất cả cường giả tôn giả cảnh trở lên, sau đó lập tức theo chúng ta đi thánh địa. Yêu tộc, ma tộc cùng với minh tộc chúng ta đều đã phái người tới, tin tưởng lúc này bọn họ rất nhanh sẽ tới tinh lực táng địa. La Tuấn nhướng mày, nhìn về phía La Thiên trầm giọng nói. Hơn 10 vạn năm trước, đại lục xuất hiện một nhóm nghịch loại huyền giả, nhóm nghịch loại huyền giả này thiếu chút nữa hủy thế giới của chúng ta. Lúc đó, ở dưới một nhóm cường giả liên thủ, mới chấn áp nghịch loại huyền giả ở tinh lực táng địa, mà hậu nhân của những cường giả này thì ở đó, đời đời trông coi nghịch loại huyền giả. Nói đến đây, La Thiên dừng một chút nói. Lúc đó, tất cả chủng tộc của đại lục từng có ước định, chỉ cần thiên đạo lệnh vừa ra, bất kỳ thế lực và chủng tộc nào cũng phải nghe lệnh, bằng không sẽ bị coi là làm phản thế giới, thánh địa có thể xuất thế giết chết. Nguyên lai trên đại lục này, còn có thế lực chúng ta không biết. Trong lòng La Tuấn có chút bất đắc dĩ, nguyên bản hắn cho rằng đỉnh Hán đế quốc ở trên mảnh đại lục này, hầu như đã coi như siêu cấp bá chủ. Nơi nào nghĩ đến, trên đại lục vẫn còn có thánh địa, nhìn thái độ của lão tổ. Sợ rằng thực lực của thánh địa vượt xa đỉnh Hán đế quốc. Hắn đường đường nhân hoàng, sao cam tâm nghe người ta sai xử. Đang muốn cự tuyệt, nhưng lúc này, thanh âm của La Thiên vang lên ở trong đầu hắn. Ta biết ngươi không cam lòng, thế nhưng đừng nói đỉnh Hán đế quốc chúng ta không cách nào phản kháng thánh địa,
dù cộng thêm yêu tộc cùng ma tộc, chỉ sợ cũng không cách nào đối kháng bọn họ. Biết năm đó vì sao đỉnh Hán đế quốc ta có thể bại lui kiếm tông tổ sư không? Không phải bởi vì cường giả trong đế quốc, mà bởi vì lúc đó thánh địa có người đứng ra, kiếm tông tổ sư nể mặt mũi của thánh địa, mới không có diệt đỉnh Hán đế quốc chúng ta. Nghe vậy, trong lòng La Tuấn cả kinh. Cho tới nay, hắn cho rằng lúc đầu sở dĩ kiếm tông tổ sư rút đi, là bởi vì không địch lại đỉnh Hán đế quốc, thế nhưng hắn không nghĩ tới, sở dĩ kiếm tông tổ sư rút đi, là bởi vì thánh địa. Ngay cả kiếm tông tổ sư cũng cố kỵ. Như vậy thánh địa kinh khủng bao nhiêu? Lúc này, thanh niên kia nhìn về phía La Tuấn, lại nói. Thời gian cấp bách, không có bao nhiêu thời gian lãng phí ở chỗ này. Người tốc tốc triệu tập tất cả cường giả tôn giả cảnh của thế giới nhân loại, sau đó theo chúng ta đi thánh địa. Người cá nhân hoàng kiếm nhân hoàng ấn, đồng thời còn có thể tập hợp tín ngưỡng chi lực của cả thế giới nhân loại, đối với chúng ta có tác dụng rất lớn. Lúc này La Thiên nói, ba vị thánh sứ, không phải chúng ta không phối hợp thánh địa, chỉ là sợ hữu tâm vô lực. Thanh niên nhướng mày nói, có ý tứ gì? La Thiên nhìn về phía La Tuấn hiểu ý, lập tức nói. Nói ra thật xấu hổ, mặc dù ta là nhân hoàng, thế nhưng tạm thời vẫn không thể thống nhất cả thế giới nhân loại. Giống như Nam Vực, lúc này bọn họ đang chống đỡ đỉnh Hán đế quốc ta, muốn cùng đỉnh Hán đế quốc ta quyết nhất tử chiến. Cho nên, ta tối đa chỉ có thể triệu tập cường giả tôn giả cảnh của đỉnh Hán đế quốc ta, còn Nam Vực ta không thể ra sức. Các thế lực Nam Vực rõ ràng muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến, tuy hắn không sợ, thế nhưng hiện tại có người của Thánh Địa, có thể không mất người nào thu phục toàn bộ Nam Vực. Nghĩ vậy, khóe miệng La Tuấn nhìn không được nổi lên dáng tươi cười. Thanh niên nhướng mày, hắn không nghĩ tới, nhân hoàng dĩ nhiên không có thống nhất thế giới nhân loại. Nhân hoàng không có tín ngưỡng chi lực của thế giới nhân loại, đối với thánh địa mà nói, tác dụng sẽ không quá lớn. Cái này còn không dễ làm. Lúc này, một nam tử cầm trường thương nói. Đại quân đều ở nơi này, trực tiếp nghiền ép tới, Nam Vực kia còn có thể ngăn chặn ngươi sao? La Tuấn nói. Thế nhưng kể từ đó, cường giả thế giới nhân loại ta không phải tổn thất rất nhiều. Hơn nữa, diệt huyền giả Nam Vực. Chỉ sợ tín ngưỡng chi lực của ta cũng yếu bớt rất nhiều, các ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi muốn lợi dụng chúng ta giúp ngươi thu phục Nam Vực. Lúc này, nữ tử duy nhất kia đột nhiên nói. La Tuấn cười nói. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta là chuẩn bị tới diệt Nam Vực, thế nhưng vẫn muốn tộc ta nên đồng tâm hiệp lực, cho nên ta hy vọng ba vị có thể khuyên bảo những thế lực kia của Nam Vực, để cho bọn họ đầu hàng, sau đó mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực đi trấn áp những nghịch loại huyền giả kia. Đương nhiên, nếu như ba vị không muốn, ta có thể tạm thời buông tha đánh Nam Vực, hiện tại liền mang theo tất cả tinh nhuệ đi với các ngươi. Thanh niên cầm đầu khoát tay áo nói. Ngươi tập hợp tín ngưỡng chi lực của cả nhân loại đối với chúng ta mới có trợ giúp lớn nhất, thiếu một vực cũng không được. Đối kháng nghịch loại huyền giả Nam Vực cũng bụng làm dạ chịu. Tuy chúng ta không muốn nhúng tay chuyện giữa các ngươi, thế nhưng hiện tại việc cấp bách là phong ấn nghịch loại huyền giả, cho nên vô luận như thế nào. Bọn họ phải vô điều kiện thần phục ngươi, cho ngươi nắm giữ tín ngưỡng chi lực của cả thế giới nhân loại. Nghe vậy, trong lòng La Tuấn mừng rỡ. Đi thôi, chúng ta đi gặp những huyền giả Nam Vực kia. Thanh niên nam tử xoay người đi ra ngoài cửa. Nếu như bọn họ không muốn thì sao? Lúc này La Tuấn đột nhiên hỏi. Thanh niên nam tử dừng bước lại. Không người nào dám vi phạm mệnh lệnh của thánh địa, nếu không nguyện ý, diệt. Nói xong liền đi ra ngoài. Nam tử cầm thương cùng cô gái kia cũng đi theo. Nghe vậy, nụ cười trên mặt La Tuấn dần dần mở rộng, sau cùng nhìn không được cười phá lên. Dưới cổ vực thành, cho bọn ngươi một canh giờ mở thành đầu hàng, bằng không, hôm nay là ngày bọn ngươi táng thân. Thanh niên nam tử trôi nổi ở trên không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào cổ vực thành, thanh âm ở dưới huyền khí gia trì, vang lên ở trong cổ vực thành. Đám người Đinh Thược Dược cùng Tần Tịch Nguyệt đi tới trên tường thành, nhìn phía dưới ba người trẻ tuổi, Đinh Thược Dược nhướng mày nói. Ngươi là người phương nào? Nữ nhân thật xinh đẹp. Khi đám người Đinh Thược Dược xuất hiện ở tường thành, nam tử cầm thương ánh mắt sáng lên, không ngừng đánh giá đám người Đinh Thược Dược nói. Chậc chậc, không nghĩ tới huyền giả ở huyền giả đại lục không được tốt lắm, nhưng mỹ nữ lại thật nhiều. Tô Vũ, mấy nữ nhân này Lâm Thiên ta muốn. Không cho người đoạt với ta, ha ha.
Tựa như cố ý, thanh âm của hắn truyền ra rất xa, tất cả mọi người nghe nhất thanh nhị sở. Sắc mặt đám người Đinh Thược Dược trầm xuống. Thanh niên Tô Vũ nhìn lướt qua đám người Đinh Thược Dược, sau đó nói. Sự tình giải quyết rồi, tùy ngươi. Nghe vậy, Lâm Thiên đại hỉ, thả người nhảy lên, đi tới không trung, nhìn đám người Đinh Thược Dược không kiêng nể gì cả nói. Các tiểu mỹ nữ, có nghe hay không, từ nay về sau, các ngươi là nữ nhân của ta. Ha ha, yên tâm, chỉ cần các ngươi khiến ta thỏa mãn, ta sẽ dẫn các ngươi đi thánh địa tu luyện. Hiu, một đạo đao khí bắn phá trường không, trong nháy mắt đi tới trước mặt của Lâm Thiên. Bát trọng đao ý, có chút ý tứ, ha ha. Trường thương trong tay Lâm Thiên đâm một cái, trường thương như nộ long đập ra, trong nháy mắt đánh nát đao khí. Ánh mắt Lâm Thiên rơi vào trên người Hiểu Vũ Tịch, ánh mắt lộ ra dáng tươi cười trêu chọc nói. Đủ lạnh, đủ vị, ha ha, ta ưa thích người như ngươi, như vậy chinh phục mới có ý tứ, ha ha. Hiểu Vũ Tịch đang muốn xuất thủ, Đinh Thược Dược ngăn cản nàng, sau đó nhìn về phía đám người Tô Vũ nói. Ba vị tựa hồ không phải thủ hạ của La Tuấn A. Thông minh, Lâm Thiên nhìn Đinh Thược Dược nói. Nể tình ngu ngốc của các ngươi, cộng thêm ngươi xinh đẹp như vậy, bản công tử liền nói cho ngươi lai lịch của chúng ta. Chúng ta tới từ Thánh Địa. Lần này tới, là mang theo tinh anh của toàn bộ đại lục đi thánh địa giúp đỡ chân áp nghịch loại huyền giả. Chúng ta cần nhân hoàng số mệnh, cho nên các ngươi không cần phản kháng, lập tức đầu hàng đi. Tiểu bảo bối ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho nhân hoàng thương tổn các ngươi, bởi vì các ngươi đều sẽ là nữ nhân của ta, ha ha. Ngươi không ngăn cản hắn. Phía dưới, nữ tử quần dài màu lam nhàn nhạt nói. Tô Vũ thản nhiên nói. Lâm Thiên coi trọng các nàng. Là vinh hạnh của các nàng, không phải sao? Ngươi không sợ hắn phá hủy chuyện của chúng ta? Cô gái nói. Ai dám cãi lời thánh địa ta? Tô Vũ lạnh lùng nói. Nữ tử trầm mặc, không nói gì nữa. Đình Thược Dược lắc đầu nói. Mặc kệ các ngươi tới từ nơi nào, thực lực kinh khủng bao nhiêu, ta chỉ biết, ngươi nói những lời không nên nói, bởi vậy, các ngươi sẽ trả giá rất lớn. Dương Diệp là ai? Đó là một người điên. Chọc nữ nhân của hắn, hắn mới sẽ không quản ngươi có phải thánh địa hay không. Phải không? Lâm Thiên cười phá lên nói. Khiến chúng ta trả giá to lớn. Thật buồn cười, người đến từ thế giới bị bỏ quên lại muốn chúng ta trả giá to lớn. Tiểu bảo bối, ngươi không phải nói chuyện trên giường chứ? Ha ha, yên tâm, bản công tử kim thương không ngã, mặc kệ ngươi lợi hại như thế nào, bản công tử đều có thể đứng vững. Làm càn. Lúc này. Đại biểu của huyền thú đế quốc gầm lên giận dữ, từ trên tường thành nhảy ra, trên không trung biến hóa nhanh chóng, hóa thành một con sư tử dài mấy trăm trượng đánh tới Lâm Thiên. Muốn chết! Khóe miệng Lâm Thiên nổi lên vẻ khinh thường, trường thương trong tay đâm ra, một cự long xuất hiện, cùng sư tử hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Sư tử ở trên không trung thống khổ kêu rên một tiếng, thân thể bay ngược, sau cùng đập vào trên mặt đất. Thật yếu! Lâm Thiên không thèm để ý lắc đầu, thân hình khẽ động, nắm trường thương giống như một quả viên lưu tinh bắn mạnh về phía sư tử. Hiu! Đúng lúc này, Hiểu Vũ Tịch xuất hiện ở giữa không trung, tay khẽ động, một đạo hàn quang lóe lên, một đạo đao khí dài trăm trượng bắn phá trường không, chém về phía Lâm Thiên. Hừ! Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng, trường thương trong tay rạch một cái, một đạo kim quang xẹt qua, cùng đao khí hung hăng va chạm, oanh một tiếng. Lâm Thiên cười hắc hắc nói. Tiểu mỹ nữ, thực lực không tệ, đao của ngươi cũng không tệ, tới, chúng ta thử một chút. Dứt lời, Lâm Thiên bỏ qua truy sát sư tử, thân hình xoay chuyển, công kích về phía Hiểu Vũ Tịch. Hai mắt Hiểu Vũ Tịch híp lại, thiên dực trong tay ra khỏi vỏ, ánh đao chém ngang ra. Nơi ánh đao đi qua, không gian tầng tầng xé rách, không gian liệt phùng thật dài xuất hiện ở trên bầu trời cổ vực thành. Cô gái này thực lực không tệ. Phía dưới, Tô Vũ nhàn nhạt nói. Đáng tiếc đã định trước không phải đối thủ của Lâm Thiên, không phải sao? Cô gái nói. Trong cùng giai, ngoại trừ nhân hoàng, mảnh đại lục này, có đối thủ của chúng ta sao? Nếu như nhân hoàng không tập hợp số mệnh khắp đại lục, hắn ở trước mặt chúng ta, còn không phải như con kiến hôi. Tô Vũ lạnh nhạt nói. Nữ tử trầm mặc, bởi vì Tô Vũ nói là sự thực. Không chung. Nhìn thấy đao khí của Hiểu Vũ Tịch sinh ra cảnh tượng kinh khủng,
trong mắt Lâm Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc nói. Mỹ nữ, không nhìn ra, người còn thật có tài. Bất quá ở trước mặt ta, người còn chưa đủ xem, được rồi, ca ca ta không có thời gian chơi với ngươi. Dứt lời, trường thương trong tay Lâm Thiên xoay tròn, không gian chỗ mũi thương vặn vẹo, thương ảnh khắp bầu trời kích xạ, trong nháy mắt nổ nát đao khí của Hiểu Vũ Tịch. Cùng lúc đó, Lâm Thiên quỷ dị xuất hiện ở trước mặt Hiểu Vũ Tịch, trường thương trong tay đâm thẳng sau lưng nàng, bất quá dùng là cán thương mà không phải mũi thương. Vũ Tịch cẩn thận. Trên tường thành, Đinh Thược Dược biến sắc, đang chuẩn bị lệnh người xuất thủ cứu giúp, đột nhiên, nơi chân trời có một đạo kiếm quang kéo tới, nhìn thấy đạo kiếm quang này, Đinh Thược Dược cùng mấy nữ nhân trên tường thành nhất thời thở dài một hơi. Nhìn thấy đạo kiếm quang này, nữ tử váy lam phía dưới biến sắc. Kiếm ở trong tay nàng đột nhiên phát ra kiếm minh, đồng thời điên cuồng rung động, dường như muốn lao ra vỏ kiếm. Sắc mặt của Tô Vũ cũng thay đổi, ở trong tay hắn, một phù văn quỷ dị cao tốc xoay tròn. Đạo kiếm quang kia bắn phá trường không, mục tiêu đúng là Lâm Thiên. Nhận thấy được tiếng kình phong ở sau lưng, Lâm Thiên vội vàng xoay người, trường thương bổ ra, cùng kiếm quang hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Lâm Thiên bị kiếm quang oanh lui về phía sau trăm trượng, cánh tay nắm trường thương rách nát, tiên huyết theo trường thương không ngừng nhỏ xuống. Sắc mặt của Lâm Thiên trong nháy mắt dữ tợn lên. Đúng lúc này, Dương Diệp cùng Thi Tổ xuất hiện ở giữa sân. Là Dương Diệp, Lão Thiên, hắn còn sống, ha ha. Ha ha, Dương Diệp còn sống, còn sống. Có Dương Diệp, là Tuấn Tính là cái quái gì, ha ha. Dương Diệp, Dương Diệp, Dương Diệp. Thời điểm nhìn thấy Dương Diệp, mọi người trong cổ vực thành nhất thời hoan hô lên. Trước đó đối mặt đại quân đế quốc đột kích, kỳ thực bọn họ không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng khi Dương Diệp xuất hiện, tất cả mọi người nghĩ, đỉnh Hán đế quốc cũng không có đáng sợ như vậy. Ha ha, Thi Tổ cười quỷ dị nói. Tiểu tử, xem ra ngươi ở trong những người này, nhân khí rất cao nha. Dương Diệp không để ý tới Thi Tổ, mà đi tới bên cạnh Hiểu Vũ Tịch, kéo tay nàng nói. Không có sao chứ. Hiểu Vũ Tịch lắc đầu nói. Ba người này lai lịch không đơn giản, người phải cẩn thận. Dương Diệp, người dĩ nhiên còn chưa chết. Đúng lúc này, La Tuấn cùng đoàn người xuất hiện ở xa xa, khi thấy Dương Diệp vẫn chưa chết, gương mặt của La Tuấn nhất thời đặc sắc lên. Mà những tôn giả cảnh ở bên cạnh La Tuấn thì sắc mặt khó coi. Trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Người đi nghỉ trước, ở đây giao cho ta. Dương Diệp nhìn Hiểu Vũ Tịch nhẹ giọng nói. Hiểu Vũ Tịch gật đầu, sau đó bay lên cổ vực thành. Dương Diệp xoay người nhìn về phía La Tuấn, quan sát đám người phía sau La Tuấn, phát hiện bất quá 100, lập tức nói. Chỉ chút người này, La Tuấn, ngươi xác định chút nhân số này có thể bảo vệ ngươi. Dương Diệp, sắc mặt của La Tuấn dữ tợn lên. Sau một khắc, hắn vội vàng mang theo mọi người xoay người rời đi, bởi vì hắn không muốn những thuộc hạ ở bên cạnh mình không công hy sinh. Hiện tại hắn đã có tín ngưỡng chi lực của tam vực, hắn tự tin cùng Dương Diệp đánh một trận, thế nhưng đừng quên, bên cạnh Dương Diệp còn có một Thi Tổ cùng Hoàng Kim Thần Long, chỉ cần bất kỳ một cái nào kéo hắn, như vậy thủ hạ của hắn tuyệt đối sẽ ở trong thời gian ngắn nhất bị tàn sát sạch. Hắn nguyên bản mang theo những người này tới là muốn nhìn thực lực của Thánh Địa ra sao. Thế nhưng không nghĩ tới gặp được Dương Diệp. Cường giả thánh giả cảnh cũng không thể giết chết Dương Diệp. Hai tay La Tuấn nắm chặt, trên mặt dữ tợn đáng sợ. Tuy hắn rất muốn giết Dương Diệp, thế nhưng không thể không thừa nhận, trong tôn giả cảnh, ngoại trừ An Nam Tĩnh và hắn, mảnh đại và ục này không có người có thể ngăn cản được Dương Diệp. Về phần ba người thánh địa, thành thật mà nói, hắn tuyệt đối không xem trọng. Nhân hoàng chậm đã. Đúng lúc này, Tô Vũ mở miệng nói. Lẽ nào nhân hoàng ngươi không muốn chinh phục Nam Vực? Ngươi yên tâm, có ba người chúng ta ở đây, ta xem Nam Vực ai dám phản kháng. La Tuấn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Vũ nói. Ba vị thánh sứ, xin khuyên một câu, nếu không muốn chết, trở về kêu thêm người tới đi. Nói xong câu này, La Tuấn không có dừng lại, vội vàng mang theo mọi người cấp tốc tiêu thất. Sắc mặt Tô Vũ trầm xuống. Xem ra ngươi ở thế giới nhân loại danh khí rất lớn nha. Lúc này, Lâm Thiên đột nhiên nói. Bất quá không quan hệ, sau này thế giới này không có sự tồn tại của ngươi. Lúc trước nữ nhân kia là thê tử của ngươi. Ha ha, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết,
ta sẽ chiếu cố nàng thật tốt, ha ha. Thi tổ ở một bên lắc đầu nói. Chưa thấy qua ai muốn chết như vậy, thật là hậu sinh khả úy, thế đạo biến thiên a. Lâm Thiên, cẩn thận chút. Lúc này, Tô Vũ đột nhiên nhắc nhở, nam nhân trước mắt này cho hắn cảm giác nguy hiểm. Chớ khinh thường, hắn rất mạnh. Thần sắc của nữ tử cũng ngưng trọng nhắc nhở một câu, nàng là sử dụng kiếm, sau khi Dương Diệp xuất hiện, nàng dĩ nhiên cảm thấy kiếm của nàng run rẩy. Nàng biết, kiếm của nàng đang sợ, hôm nay nàng đã là kiếm ý thất trọng, tu luyện lại là hoang cổ kiếm đạo, người trước mắt này dĩ nhiên để cho kiếm của nàng sợ. Nàng càng tò mò, Lâm Thiên không thèm để ý cười nói. Ta phải thừa nhận, kiếm đạo của hắn tựa hồ có chút ý tứ. Thế nhưng lúc trước nếu không phải ta khinh địch không phòng bị, 10 cái hắn cũng không đả thương được ta. Nói xong chưa? Lúc này, Dương Diệp chậm rãi đi về phía Lâm Thiên, sau đó nói. Lão quỷ, giúp ta nhìn hai cái khác, đừng để cho bọn họ chạy. Hỗn đàn, gọi lão tổ biết chưa, cái gì lão quỷ? Thi tổ cả giận nói. Dương Diệp không để ý tới thi tổ, thân hình khẽ động, trong nháy mắt đi tới trước mặt Lâm Thiên. Đầu ngón chân đi nhẹ điểm mặt đất, thân thể bay lên trời, kiếm xích trong tay giống như một ngọn núi đập về phía Lâm Thiên. Nơi kiếm xích trong tay Dương Diệp trải qua không gian bị lực lượng cực đại đập biến hình, tạo thành một hình cung cực kỳ quỷ dị. Con người của Lâm Thiên co rụt lại, ra hỏa trước mắt sao cường đại như thế. Không dám có chút sơ suất, huyền khí trong cơ thể Lâm Thiên điên cuồng tràn vào trường thương, sau đó mũi thương bổ vào kiếm xích của Dương Diệp. Bành! Một tiếng vang thật lớn, trường thương trong tay Lâm Thiên uốn lượn thành cung, mà mặt đất dưới chân hắn thì nhanh chóng rạn nứt ra. Mà đúng lúc này, cửu trọng kiếm ý từ trong cơ thể Dương Diệp phun ra ngoài. Sắc mặt Lâm Thiên đại biến, chỉ nghe bành một tiếng, trường thương thiên cấp thượng phẩm trong tay hắn tan vỡ, kiếm xích trong tay Dương Diệp rơi xuống trên đầu của hắn. Thời khắc mấu chốt, đầu Lâm Thiên lệch qua, làm cho kiếm xích của Dương Diệp đập lên bả vai của hắn. Bành! Lâm Thiên hét thảm một tiếng, cả người lún xuống mặt đất. Làm càn. Đúng lúc này, Tổ Vũ đang muốn viện trợ, thì Tổ lại chắn ở trước mặt của hắn, cười nói. Ngươi ngoan ngoãn đứng ở đó đi, không thì lão Tổ không ngại giết chết ngươi. Ngươi tính cái thứ gì? Tổ Vũ gầm lên một tiếng, phù văn trong tay bắn ra, trong nháy mắt đánh vào trên ngực Thi Tổ. Bành. Thi Tổ lui hai bước, trên ngực xuất hiện một ấn ký nhợt nhạt. Ngươi làm sao có thể? Tổ Vũ kinh hãi nhìn Thi Tổ nói. Ngươi làm sao có thể không có chuyện? Trong mắt Thi Tổ đột nhiên dâng lên hai tuồng hỏa diễm nói. Ngươi là người của Thánh Địa. Ngươi dĩ nhiên biết Thánh Địa chúng ta. Tổ Vũ sửng sốt, sau đó cả giận nói. Nếu biết chúng ta tới từ Thánh Địa, còn dám ra tay với chúng ta, ngươi muốn chết phải không? Tay Thi Tổ khẽ động, huyết nhận xuất hiện ở trong tay hắn nói. Thánh Địa, ha ha, dù tiểu tử kia không giết ngươi, ta cũng muốn giết ngươi. Thánh Địa gì? Đúng lúc này, giữa sân đột nhiên vang lên thanh âm của Dương Diệp. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy lúc này trên tay Dương Diệp xách theo Lâm Thiên còn chưa tắt thở, bất quá rất thê thảm. Đầu tiên miệng của hắn đã biến hình nghiêm trọng, sưng giống như đầu heo, hàm răng đã bể nát toàn bộ. Phía dưới tứ chi của hắn bị gõ bể. Bởi vậy toàn thân mềm nhũn, cần Dương Diệp nâng. Lớn mật, người dám đối đãi với người của Thánh Địa ta như vậy, người muốn diệt tộc. Tổ Vũ giận dữ hét. Lão quỷ, dạy hắn làm người một chút đi. Dương Diệp nhìn cũng không nhìn Tổ Vũ, dẫn theo Lâm Thiên đi về phía tường thành. Hắc hắc, tính cách của ngươi, thật hợp khẩu vị của lão tổ, ha ha. Thân hình Thi Tổ khẽ động, bắn mạnh về phía Tổ Vũ, huyết nhận trong tay bổ xuống. Tô Vũ biến sắc, không dám khinh thường, vận chuyển huyền khí trong cơ thể, một phù ấn to lớn từ trong cơ thể hắn bừng lên, sau đó đánh tới Thi Tổ. Một bên nữ tử cũng không dám lãnh đạm, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kiếm quang màu xanh nhạt đánh về phía Thi Tổ. Dương Diệp không có để ý Thi Tổ, lấy phòng ngự biến thái của hắn, chỉ sợ ngay cả cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, hắn cũng có thể cứng rắn ăn mây kích. Dương Diệp mang Lâm Thiên tới dưới tường thành. Sau đó lấy kiếm xích vỗ vỗ gò má của Lâm Thiên, gò má của Lâm Thiên nhất thời hồng sưng lên. Lâm Thiên nhìn Dương Diệp, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Dương Diệp nói, tới, xin lỗi các nàng, sau đó ta để người chết nhanh một chút.
Ngươi sẽ chết, ngươi nhất định sẽ chết. Lâm Thiên oán độc nói. Ba. Kiếm xích trong tay Dương Diệp vỗ vào gò má của Lâm Thiên. Lâm Thiên hét thảm một tiếng, trên gương mặt tiên huyết văng khắp nơi, dáng dấp dữ tợn hơn. Bành! U Minh quỷ hỏa xuất hiện ở trong tay Dương Diệp nói. Ta không có kiên nhẫn gì, ngươi không nói, đợi ngươi là muốn chết cũng khó khăn. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Lúc này, Tô Vũ ở xa xa giao thủ với Thi Tổ giống giận nói. Chúng ta là người của Thánh Địa, ngươi cũng dám đối đãi với chúng ta như vậy. Người sẽ chết không có chỗ chôn. Ta là người của Thánh Địa. Tựa hồ Lâm Thiên cũng muốn nói cái gì, bất quá trả lời hắn là một luồng hỏa diễm chui vào lỗ tai của hắn, ánh mắt của Lâm Thiên trong nháy mắt trợn tròn, con ngươi như muốn lổi ra, trong con ngươi tràn đầy tơ máu. Muốn gọi, thế nhưng hắn phát hiện, hắn dĩ nhiên không gọi ra tiếng. Đúng lúc này, Kiếm Linh xuất hiện ở bên cạnh Dương Diệp. Ngươi không thể giết hắn. Kiếm Linh trầm giọng nói. Dương Diệp có chút ngoài ý muốn nói. Vì sao? Bọn họ là người canh giữ ở phong ấn, cũng chính là Thánh Địa, người giết hắn, sẽ có đại phiền toái. Kiếm Linh nói lai lịch của Thánh Địa cho Dương Diệp. Một bên, ba người Thi Tổ cũng ngừng lại. Tô Vũ cùng nữ tử kinh hãi nhìn Thi Tổ, vẻ mặt đề phòng, nhưng không dám động thủ nữa. Bởi vì bọn họ phát hiện, công kích của bọn họ đối với khô lâu kia không có chút nào tác dụng. Một lát sau, Dương Diệp gật đầu nói. Nguyên lai thế giới chúng ta còn có một địa phương gọi thánh địa gì đó. Bọn họ đều là hậu nhân của những anh hùng thủ hộ đại lục kia, nếu như ngươi giết hắn, nhất định sẽ gây nên vô số cường giả còn nhớ rõ chuyện năm đó bất mãn. Kiếm Linh nói. Lẽ nào chỉ cho phép bọn họ giết ta? Dương Diệp cười lạnh nói. Kiếm Linh trầm mặc. Lúc này, nữ tử váy lam kia đột nhiên nói. Chúng ta chỉ là tới nói các ngươi đi vào thánh địa giúp chúng ta phòng ấn nghịch loại huyền giả. Phải không? Dương Diệp cười lạnh, sau đó dùng kiếm xích trong tay vỗ vỗ đầu của Lâm Thiên. Vậy hắn lại là chuyện gì xảy ra? Nữ tử váy lam trầm mặc. Tô Vũ trầm giọng nói. Ngươi có biết ngươi đối mặt là ai hay không? Dương Diệp lắc đầu nói. Ta giảng đạo lý với ngươi. Ngươi còn muốn uy hiếp ta, theo ta giảng thực lực, cũng tốt. Nói xong, kiếm xích trong tay Dương Diệp dùng sức, đầu của Lâm Thiên bị kiếm xích chấn nổ tung. Hiện tại, ta và các ngươi giảng thực lực. Ngươi dám giết người của Thánh Địa ta. Thần sắc của Tô Vũ có chút dữ tợn, trong mắt ngoại trừ sát ý, còn có vẻ khiếp sợ nồng nặc. Nếu như đối phương không biết Thánh Địa, vậy hắn còn có thể lý giải đối phương là người không biết không sợ. Thế nhưng đối phương biết rất rõ ràng Thánh Địa kinh khủng, nhưng vẫn dán hạ sát thủ, hắn bằng vào cái gì? Đồ ngu, đây là Diệp chó điên cắn người còn quản ngươi là ai sao? Một bên trong mắt nữ tử cũng lộ ra vẻ khiếp sợ, người trước mắt này. Cũng dám giết người của Thánh Địa. Phải biết rằng, sau khi bọn hắn đặt chân tới huyền giả đại lục, cho dù là những lão quái vật tu luyện mấy ngàn năm biết bọn họ là người của Thánh Địa, đối với bọn họ cũng hòa hòa khí khí. Không có chút lên mặt nào. Thi Tổ cũng kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn là kinh hỉ nói. Tiểu tử, người thực sự quá có ý tứ, ngay cả người của Thánh Địa cũng nói giết liền giết, người có biết, cho dù ở thời đại viễn cổ, Thánh Địa hiệu lệnh xuất hiện ở đại lục, khi đó cũng không người nào dám không tuân theo không. Người nói xem, ta buông tha bọn họ sẽ bỏ qua ta không? Dương Diệp nói. Sẽ không? Thi Tổ nói. Bọn họ sẽ giết gà dọa khỉ, không chỉ như vậy, có liên hệ với ngươi, thậm chí là toàn bộ huyền giả nam vực cũng sẽ bị bọn họ tàn sát. Bởi vì Thánh Địa tôn nghiêm không cho mạo phạm liền chết. Dương Diệp nhún vai nói. Cái này không phải sao, nếu đã không có biện pháp giải hòa, vậy ta còn lưu mạng của hắn làm gì? Thừa dịp bây giờ có thể giết nhiều một cái tính một cái nha. Ha ha, hay lắm giết nhiều một cái tính một cái. Thi Tổ cười to nói. Tiểu tử, người thực sự không nên gọi kiếm hoàng, phải gọi kiếm ma. Các ngươi sẽ chết rất thảm. Lúc này Tô Vũ dữ tợn nói. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta có chết hay không ta không biết, ta chỉ biết, ngươi là nhất định sẽ chết. Nói xong, thân hình Dương Diệp đột nhiên tiêu thất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trước mặt của Tô Vũ, sắc mặt Tô Vũ kịch biến, vô số phù ấn từ trong cơ thể hắn phun trào. Bất quá vừa ly thể, những phù ấn kia lại quỷ dị dừng ở tại chỗ.
là kiếm vực, hắn lĩnh ngộ kiếm vực, Tô Vũ cẩn thận. Một bên, nữ tử kinh hãi nói. Đáng tiếc đã xong, kiếm xích trong tay Dương Diệp hung hăng đập vào đầu Tô Vũ. Bành! Đầu của Tô Vũ trong nháy mắt nở hoa, vô số huyết tương văng khắp nơi. Dương Diệp thu hồi kiếm xích, nhìn thi thể Tô Vũ lắc đầu, sau đó nói. Lão quỷ, người của thánh địa đều kém như vậy sao? Là ngươi quá mạnh mẽ biết không, ngu ngốc. Thi tổ đàng hoàng nói. Cho dù ở thời đại của ta, ngươi ở cùng giai, chỉ sợ cũng khó tìm địch thủ. Dương Diệp nhún vai, sau đó thân hình khẽ động, bắn mạnh về phía nữ tử còn dư lại. Nữ tử cả kinh, vừa định rút kiếm, nhưng nàng kinh hãi phát hiện, kiếm của nàng dĩ nhiên không rút ra được. Chỉ trong chớp mắt, kiếm xích của Dương Diệp đã rơi vào trên đầu nàng, phanh một tiếng, đầu nở hoa. Ta nghĩ ngươi sẽ thương hương tiếc ngọc à? Thi tổ đột nhiên nói. Thương hương tiếc ngọc, với địch nhân, ngươi có bệnh sao? Dương Diệp lắc đầu nói. Kia phải não tàn bao nhiêu à? Quả thực, thi tổ gật đầu đồng ý nói. Nếu không phải năm đó bản tổ quá não tàn, bản tổ sẽ không rơi vào tình trạng hôm nay. Tiểu tử, tuy bây giờ ngươi giết thống khoái, thế nhưng người có nghĩ tới, nếu thánh địa kia phái cường giả đến đây, ngươi sẽ ứng đổi như thế nào không? Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn. Dương Diệp nhàn nhạt nói. Thị tổ lắc đầu nói. Thực lực của thánh địa, không phải là ngươi có thể tưởng tượng. Nói như thế này, trừ khi toàn bộ đại lục tập hợp chung một chỗ, như vậy mới có thể đối kháng bọn chúng. Thế nhưng ngươi nghĩ ma tộc cùng yêu tộc, còn có La Tuấn kia sẽ giúp ngươi sao? Ta nghĩ sẽ không a, đặc biệt La Tuấn, chỉ sợ hắn ước gì ngươi chết nhanh một chút. Thánh địa, cũng không đáng sợ như vậy, chỉ ít đối với ngươi mà nói. Lúc này, thanh âm của kiếm linh đột nhiên vang lên. Cường giả bán thánh của bọn họ không cách nào tùy tiện tới huyền giả đại lục. Bởi vì lúc đầu những cường giả kia cùng chủ nhân đời thứ hai của ta từng ở huyền giả đại lục cùng tinh lực táng địa bày ra kết giới, không cho phép bán thánh trở lên ở tinh lực táng địa tới huyền giả đại lục. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Bởi vì như vậy sẽ phá hư cân đối của huyền giả đại lục, đồng thời cũng là vì để những bán thánh kia không thể tùy tiện rời cương vị công tác. Kiếm Linh nói. Thì ra là thế. Dương Diệp nói. Bản thể của ngươi ở thánh địa. Phải. Dương Diệp lại nói. Nói cách khác, chúng ta phải tới thánh địa, sau đó ở trước mặt những bán thánh kia, mang bản thể của ngươi đi. Phải. Khóe miệng Dương Diệp co giật nói, ngươi nghĩ ta bây giờ có thể đánh thắng được bán thánh sao? Chúng ta có thể lên đi. Kiếm Linh nói. Vẻ mặt Dương Diệp tràn đầy hắc tuyến, hắn đột nhiên cảm thấy đáp ứng Kiếm Linh giúp nàng tìm bản thể tựa hồ là sự tình sai lầm. Ở mảnh đại lục này, cường giả bán thánh của đối phương không cách nào đến, hắn căn bản không sợ. Hiện tại hắn đã là tôn giả ngũ phẩm, đụng phải cường giả hoàng giả cảnh, cho dù không cách nào chiến thắng, thế nhưng bằng vào kiếm vực cùng thần toa, hắn muốn chạy trốn còn không có vấn đề. Thế nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ đi thánh địa, hắn phải đối mặt là những bán thánh kia, ở trước mặt cường giả bán thánh, hắn không có chút cơ hội nào. Người của thánh địa cũng biết phong ấn buông lỏng. Bọn họ muốn tập hợp tất cả cường giả ra cố phong ấn, nhưng bọn hắn căn bản không biết, đây chỉ là phí công. Ta có thể cảm giác được, một ít nghịch loại huyền giả đã thức tỉnh, hiện tại bọn họ đang đợi càng nhiều nghịch loại huyền giả hơn thức tỉnh, không thì hiện tại chỉ sợ bọn họ cũng đã phá tan phong ấn. Nếu chúng ta đi muộn, bản thể của ta nhất định sẽ bị bọn họ gạt bỏ. Đến lúc đó, ta bây giờ cũng không còn tồn tại nữa. Kiếm Linh nói, ý của ngươi là... Hiện tại thánh địa làm hết thảy, đều là phí công. Dương Diệp cau mày nói. Kiếm Linh nói. Cũng không tính như vậy, nếu La Tuấn có thể nhất thống toàn bộ huyền giả đại lục, đến lúc đó, lấy tín ngưỡng chi lực của toàn bộ đại lục cộng thêm nhân hoàng kiếm nhân hoàng ấn ra cố phong ấn, hẳn có chút cơ hội. Bất quá hắn hiển nhiên không có khả năng thống nhất toàn bộ đại lục. Thứ nhất, bởi vì có ngươi ở đây, mà hắn lại là địch nhân của ngươi. Thứ hai, cho dù hiện tại ngươi không ngăn cản hắn, hắn cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn thống nhất toàn bộ đại lục, trừ khi ngươi cùng An Nam Tĩnh giúp hắn. Dương Diệp cười lạnh nói. Ngươi nghĩ có khả năng sao? Kiếm Linh thấp giọng thở dài nói. Sai lầm lớn nhất của La Tuấn chính là vì Bách Hoa Cốc mà đối địch với ngươi, nếu như hắn không đối địch với ngươi, ngươi và An Nam Tĩnh giúp đỡ hắn, hắn tuyệt đối có thể trong thời gian ngắn thống nhất đại lục.
dù không thể thống nhất, nhưng sau khi những nghịch loại huyền giả kia phá vỡ phong ấn, các ngươi liên thủ, cũng chưa chắc không có sức đánh một trận, đáng tiếc, các ngươi trở thành địch nhân. Dương Diệp nói, chúng ta không phải chúa cứu thế, ta cũng không muốn làm chúa cứu thế. Với ta mà nói, ai muốn giết ta, ta liền giết kẻ đó, mặc kệ hắn là anh hùng hay chúa cứu thế. Ngươi yên tâm, có cơ hội, ta nhất định sẽ đi cứu bản thể của ngươi, cái này không chỉ đang giúp ngươi, cũng là đang giúp ta. Ta nghĩ, bản thể của ngươi cộng thêm cổ sao thi triển ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, uy lực khẳng định không bình thường a. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Kiếm Linh nói. Dương Diệp cười cười, sau đó mở hai mắt ra, nhìn về phía Thi Tổ nói. Ngươi không phải ưa thích giết người sao? Có hứng thú hiện tại cùng ta đi giết thống khoái hay không? Ngươi muốn đi tìm La Tuấn phiền phức. Thi Tổ nói. Dương Diệp cười nói. Lẽ nào ngươi không muốn sao? Ha ha, đi, đi giết thống khoái, lão tổ ta đã sớm muốn hút máu người, ha ha. Thân hình Thi Tổ khẽ động, bắn mạnh về phía xa xa. Dương Diệp hít sâu một hơi, chân phải đạp đất, hóa thành một đạo hắc tuyến tiêu thất ở xa xa. Quả nhiên, nam nhân đều là hạng người bạc tình bạc nghĩa. Trên tường thành, nhìn thấy Dương Diệp bay đi, Tần Tịch Nguyệt bất mãn hừ một tiếng, thật vất vả nhìn thấy hắn. Hắn ngược lại tốt, ngay cả chào hỏi cũng không nói một câu liền rời đi. Nghe Tần Tịch Nguyệt nói, Hiểu Vũ Tịch nhìn thoáng qua Tần Tịch Nguyệt, không nói gì, bất quá trên người tản mát ra đao ý bén nhọn. Tần Tịch Nguyệt cũng không cam lòng yếu kém, trường tiên xuất hiện ở trong tay của nàng. Trên tường thành, trong mắt hai nàng đều toát ra chiến ý. Ninh Thược Dược thấy thế nói. Hai vị, các ngươi thấy Dương Diệp hiện tại dễ dàng sao? Không, hắn. Một chút cũng không thoải mái. Trước không nói phải đối mặt đỉnh Hán đế quốc, còn phải đối mặt thế lực sau lưng ba người lúc trước trả thù. Chúng ta có thể giúp hắn không nhiều, hy vọng hai vị đừng làm cho hắn vì sự tình hậu cung mà phiền não. Hiểu Vũ Tịch thu hồi ánh mắt, nhìn xa xa. Tần Tịch Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng thu roi vào. Ninh Thược Dược lắc đầu, sau này Dương Diệp sẽ rất nhức đầu. Chấm. Cách cổ vực thành hơn 100 dặm. Ở đây chú đóng đại quân của La Tuấn. Ngươi xác định thánh sứ của thánh địa đều bị Dương Diệp giết. La Tuấn nhìn một nam tử khôi giáp hỏi. Nam tử khôi giáp gật đầu nói. Xác nhận, ba người kia ở trong tay Dương Diệp hầu như không có chống nổi hai chiêu, theo thuộc hạ phỏng chừng, lúc này sợ rằng Dương Diệp đã đạt tới tôn giả cảnh ngũ phẩm. Nghe vậy, mọi người đều hít khí lạnh. Dương Diệp này rốt cuộc là làm cái gì? Hắn là cái gì cũng dám làm a? Người này hoàn toàn chính là một người điên a. Ha ha. La Tuấn cũng nở nụ cười nói. Dương Diệp hắn đây là đang tự chui đầu vào giỏ, cũng dám giết người của thánh địa tuyệt đối sẽ không buông tha hắn, lúc này đây, không cần chúng ta động thủ, hắn cũng sẽ bị thánh địa thu thập. Nghe được La Tuấn nói, một số người không ngừng gật đầu, quả thực, thánh địa kia bao trùm trên huyền giả đại lục a. Dương Diệp giết người của đối phương có thể từ bỏ ý đồ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp Dương Diệp sẽ bị thánh địa trả thù vô tận, không đúng, lấy thực lực của thánh địa, sợ rằng chỉ cần một lần trả thù, Dương Diệp cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Oanh! Đúng lúc này, một tiếng nổ mạnh vang lên. Nhân hoàng, không xong, Dương Diệp cùng một bộ xương khô lẫn vào trong quân chúng ta, đang điên cuồng tàn sát. Dương Diệp đương nhiên sẽ không ngốc đến ngay mặt đối kháng đại quân của La Tuấn. Sau khi cùng Thi Tổ lẫn vào trong đại quân La Tuấn, hai người là chân chính gặp người liền giết, huyền giả thông thường, căn bản không chống đỡ nổi bọn họ một kích, đặc biệt là kiếm khí như tơ của Dương Diệp cộng thêm thận trọng kiếm ý, nơi đi qua, một mảnh thi thê. Tàn sát chân chính. Mới đầu trong đại quân La Tuấn còn có chút huyền giả ngăn chặn, thế nhưng đến sau cùng, căn bản không có người dám chống lại, toàn bộ điên cuồng chạy trốn. Cả đại quân nhất thời hỗn loạn không chịu nổi. Ha ha, thống khoái, thật nhiều tiên huyết, ha ha. Huyết nhận trong tay Thi Tổ không ngừng huy động, mỗi một lần huy động đều mang đi hơn 10 sinh mệnh. Mà tiên huyết của những huyền giả chết đi kia đều bị hắn và Dương Diệp hấp thu sạch sẽ. Dương Diệp vốn không muốn hấp thu những huyết khí kia, thế nhưng không có biện pháp, hắn căn bản không chống đỡ nổi những huyết khí kia tiến vào thân thể, tương phản, hắn phát hiện bản thân hắn tựa hồ không ghét. Án Thi Tổ nói. Dương Diệp hắn chính là người nhất định thành ma. Đối với cái này, Dương Diệp chỉ nhún vai, như thế nào là ma?
như thế nào là chính. Hắn không muốn đi biết rõ cái này, cũng không muốn cố ý trở thành ma hay cái gì khác. Hắn chỉ biết dựa theo bản tâm của hắn. Hành sự, có ân báo ân, có cửu báo cửu. Ai không để hắn sống khá giả, hắn cũng sẽ không để kẻ đó sống khá giả. Như bây giờ, La Tuấn không cho hắn sống khá giả, như vậy, hắn cũng sẽ không cho đối phương sống khá giả. Ai dám trốn, Chu Di cửu tộc. Thanh âm của La Tuấn vang vọng lên. Những người nguyên bản chạy thục mạng kia đột nhiên ngừng lại, sau đó đồng loạt lạy xuống, ở trước mặt bọn họ không xa, là La Tuấn cùng mấy trăm tôn giả cảnh cửu phẩm. Cùng lúc đó, vô số tôn giả cảnh trên ngũ phẩm bay lên bầu trời, tạo thành một tấm võng to lớn xê beo trùm Dương Diệp và Thi Tổ. Ở ngoại vi, càng ngày càng nhiều binh sĩ vây quanh, không bao lâu, Dương Diệp cùng Thi Tổ đã bị tầng tầng lớp lớp bao vây lại. Tiểu tử, tình huống có chút không ổn, hiện tại rút lui. Thi Tổ nói, mặc dù thân thể của hắn là bán thánh, nhưng thực lực không phải, nhiều cường giả như vậy, dù giết không chết hắn, mệt cũng mệt chết hắn a. Dương Diệp lắc đầu, quét nhìn đại quân La Tuấn, sau đó nói. Lão quỷ, ngày đó ngươi thi triển mạt nhật chi thủ gì đó uy lực cũng không tệ, tới, cho bọn hắn một kích, ta che chở ngươi. Tiểu tử, thân thể lão tổ ở dưới hoàng giả cảnh cơ hồ vô địch, dù bọn họ nhiều người, ta còn có nắm chắc có thể chạy thoát. Mà ngươi lại bất đồng, tuy thân thể của ngươi cũng không tệ, thế nhưng còn chưa tới trình độ vô địch dưới hoàng giả cảnh, lão tổ cũng không dám bảo chứng mang ngươi còn sống đi ra ngoài. Thi Tổ nói. Dương Diệp nói. Không sao, nghe ta, cho bọn hắn một kích mạt nhật chi thủ. Huyết khí cùng sát khí thiếu, chỉ có thể thi triển một mạt nhật chi thủ bản thu nhỏ. Thân hình Thi Tổ bay lên bầu trời, bàn tay chậm rãi giơ cao. Trong sát na, một trận khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Xa xa, Triệu Trường Vân nhìn thấy một màn này, kinh hãi nói. Mau, mau, ngăn cản hắn. Hắn đã từng chính mắt thấy qua chiêu này kinh khủng, nếu để cho khô lâu kia thi triển ra, này sẽ chết bao nhiêu người. Không cần Triệu Trường Vân nói, liền có vô số tôn giả cảnh cửu phẩm lao về phía Thi Tổ. Bất quá còn chưa tới trước mặt Thi Tổ, một cổ lực lượng vô hình bao phủ bọn họ. Sau đó mấy đạo kiếm quang như mưa cắt tới, một ít cường giả tôn giả cảnh đứng mũi chịu sào bị kiếm quang đánh chết. Lồng giam không gian. Đúng lúc này, bên cạnh La Tuấn có hơn 100 cường giả tôn giả cảnh bay lên không trung, sau đó thi triển ra lồng giam không gian với Dương Diệp cùng Thi Tổ. Hơn 100 tôn giả cảnh cửu phẩm thi triển lồng giam không gian là cực kỳ kinh khủng, bởi vì có hơn 100 hàng rào không gian điệp ra, đừng nói Dương Diệp cùng Thi Tổ. Ngay cả cường giả hoàng giả cảnh chỉ sợ cũng phải toàn lực mới có thể đánh nát. Dương Diệp hơi biến sắc, đúng lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, sau đó tiểu trảo của Tử Điêu nhẹ nhàng vung lên, nhất thời một màn kỳ quái xuất hiện. Lấy Dương Diệp làm trung tâm, không gian chung quanh đột nhiên thay đổi, một gợn sóng nhợt nhạt ở xung quanh Dương Diệp nhộn nhạo ra, nhất thời, hơn 100 tôn giả cảnh cửu phẩm thi triển ra hàng rào không gian trong nháy mắt sụp đổ, trực tiếp tiêu thất. Như chưa từng xuất hiện qua. Mọi người kinh hãi. Dương Diệp cũng bị một màn này dọa khiếp sợ, Tử Điêu đến cùng truyền thừa cái gì? Sao kinh khủng như vậy? Lĩnh vực không gian, là lĩnh vực không gian. Lúc này, xa xa Gia Cát đột nhiên thất thanh nói, như xem quái vật nhìn Tử Điêu. Lĩnh vực không gian, hắn cũng chỉ nghe đồn mà thôi. Nghe đồn lĩnh vực không gian có thể điều khiển không gian, không phải là điều khiển không gian đơn giản. Mà là triệt triệt để nắm giữ không gian, ở trong lĩnh vực, đối phương có thể trong nháy mắt nghiền nát không gian, cũng có thể trong nháy mắt chữa trị không gian, tựa như lực lượng pháp tắc vậy. Gia Cát thật không ngờ, sủng vật của Dương Diệp dĩ nhiên lĩnh ngộ lĩnh vực không gian trong truyền thuyết, đừng nói lực lượng không gian của tôn giả cảnh, ngay cả lực lượng không gian của hoàng giả cảnh ở trước mặt cũng là cặn bã. Cẩn thận, bảo hộ nhân hoàng. Đúng lúc này, thân hình của Triệu Trường Vân khẽ động. Chắn ở trước mặt La Tuấn. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một bàn tay khổng lồ che trời chẳng biết lúc nào xuất hiện ở không trung, bàn tay khổng lồ mang theo năng lượng kinh khủng hung hăng rơi xuống. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt La Tuấn biến đổi, trong mắt càng thêm dữ tợn. Vì sao bên cạnh Dương Diệp đều là loại yêu nghiệt này? Không gian điều kia như vậy, Hoàng Kim Cự Long cũng như vậy, trước mắt Thi Tổ càng như vậy. Vì sao từng cường giả ở trong cùng giai vô địch đều đi theo Dương Diệp? Đến tột cùng hắn là nhân hoàng hay mình là nhân hoàng? Giết cho ta,
không tiếc bất cứ giá nào giết bọn họ. La Tuấn có chút dữ tợn nói, nhất thời, vô số đạo công kích phô thiên cái địa bắn về phía Dương Diệp cùng Thi Tổ. Thời điểm bàn tay khổng lồ sắp rơi xuống, lúc này, nơi chân trời xa xa đột nhiên bay tới hai đạo lam quang lóe lên, oanh một tiếng, bàn tay khổng lồ còn chưa triệt để hình thành, liền bị hai đạo lam quang đánh nổ nát. Lúc này, một nam một nữ xuất hiện ở trên bầu trời đại quân. Dương Diệp nhướng mày, bởi vì y phục của một nam một nữ này cùng người thánh địa trước kia bị giết ở à một loại phong cách. Người của thánh địa. Lúc này, nữ tử mặc quần trắng ánh mắt đột nhiên rơi vào tử điêu trên vai Dương Diệp, sau đó chỉ vào tử điêu. Ta muốn nó. Tử điêu nhất thời căm tức nhìn đối phương, tiểu trảo vung lên, một đạo tử quang xuất hiện ở trước mặt nữ tử quần trắng. Trong mắt nữ tử quần trắng lóe lên kinh ngạc nói. Nguyên lai là không gian điêu, rất tốt. Nói xong, cũng không thấy nàng có động tác gì, đạo tử quang của tử điêu trong nháy mắt vỡ vụn. Công kích thật quỷ dị. Dương Diệp nhíu mày, phương thức công kích của nữ nhân trước mắt này có chút quỷ dị, bởi vì hắn không có cảm giác được chút huyền khí ba động nào, công kích của đối phương có khả năng không phải dựa vào huyền khí, tựu như hồn kỹ vậy. Nhìn thấy một nam một nữ này, La Tuấn cố kiềm nén lại sát ý trong lòng, ý bảo người chung quanh lui về sau. Không cần phải nói, hai người này tuyệt đối là vì ba người thánh địa chết mới tới. Trước để người của thánh địa cùng Dương Diệp đánh lưỡng bại câu thương, sau đó mình lại ngư ông thủ lợi. Lam Linh cần con tử điều này. Đúng lúc này, nam tử ở bên cạnh nữ tử kia đột nhiên nói. Nữ tử gật đầu nói. Không gian điêu, hơn nữa nhìn hình dạng, còn là một con không gian hát điêu truyền thừa thành công, ta rất ưa thích. Nam tử cười cười, quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, sau đó vứt cho Dương Diệp một quyển trục nói. Đê người của thánh địa ta không khi dễ nhỏ yếu, đây là một quyển huyền kỹ thiên cấp thượng phẩm, đối với ngươi mà nói, chắc là cả đời cũng không thể tiếp xúc được. Từ giờ trở đi, huyền kỹ thiên cấp là của ngươi, hơn nữa xem ra ngươi tựa hồ còn gặp một chút phiền toái, yên tâm, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Mà ngươi, chỉ cần làm một chuyện nhỏ, ngươi biết là cái gì không? Tử điêu giận không kiềm được, đang chuẩn bị huy tiểu trảo, Dương Diệp lại ôm lấy nàng, nhìn tử điêu trước mắt. Dương Diệp có chút buồn cười. Từ sau khi tiểu gia hỏa này không cẩn thận nói một câu, nàng liền không nói nữa. Kỳ thực Dương Diệp rất tò mò, sau khi tiểu gia hỏa này biến thành người hình sẽ là bộ dáng gì, bất quá nhìn hình dạng xấu hổ của tử điêu, sợ rằng còn phải cần một khoảng thời gian. Bị Dương Diệp ôm lấy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của tử điêu lại đỏ ửng, bất quá không có phản kháng, tùy ý Dương Diệp ôm nàng. Nhìn thấy một màn này, vẻ yêu thích trong mắt nữ tử càng thêm dày đặc. Nam tử nhận thấy được một màn này, sau đó nhìn về phía Dương Diệp nói. Thế nào, ngại ít, làm người không thể quá tham lam. Hai vị là người của thánh địa. Lúc này La Tuấn ở một bên đột nhiên nói. Ánh mắt nam tử nhìn về phía La Tuấn nói. Làm sao ngươi biết? La Tuấn nói. Bởi vì trước kia có ba người của thánh địa đến chỗ chúng ta, bất quá đáng tiếc, bọn họ đã chết. Hai mắt nam tử híp lại nói. Ai giết? La Tuấn nói. Ngay ở trước mặt ngươi. Nam tử cùng nữ tử nhướng mày, nam tử nhìn về phía Dương Diệp nói. Hắn nói là thật. Giả. Dương Diệp mặt không đổi sắc nói. Ba người kia là bị hắn cùng với đại quân của hắn vây công chí tử, bởi vì một màn kia bị chúng ta thấy, cho nên hắn muốn giết chúng ta diệt khấu. Nghe vậy, hai mắt nam tử híp lại, trong mắt lóe lên hàn mang. Xoay người nhìn về phía La Tuấn, lạnh giọng nói. Dám giết người của thánh địa ta, còn dám lừa gạt cùng ta, chết cho ta. Dứt lời, hai tay nam tử kết một thủ ấn kỳ dị, sau đó đánh về phía La Tuấn, một đạo lam quang từ trong tay hắn lóe lên, lam quang giống như cực quang, lấy phương thức đinh ốc đánh tới La Tuấn. Nhanh hộ giá! Triệu Trường Vân gầm lên giận dữ, trường thương trong tay đâm ra, thương khí và lam quang va chạm với nhau. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, thương khí trong nháy mắt bị nổ nát, nhưng phía sau lại xuất hiện vô số loại công kích, trong nháy mắt bao phủ lam quang. Thị vệ bên cạnh La Tuấn đang chuẩn bị xuất thủ, nhưng bị La Tuấn ngăn cản, La Tuấn nhìn về phía Dương Diệp nói. Dương Diệp, thế nào, lúc nào thay đổi dám tàm không dám chịu rồi? Dương Diệp nhún vai nói. Mắc mớ gì tới người? Khuôn mặt La Tuấn co giật. Nhân hoàng kiếm trong tay phát ra một đạo kiếm minh. Gì?
Nhân hoàng kiếm, trong tay người dĩ nhiên cầm nhân hoàng kiếm, ngươi là nhân hoàng. Lúc này, nữ tử đột nhiên nhìn về phía La Tuấn, kinh ngạc nói. Lúc này Dương Diệp nói. Hai vị, ngươi xem một chút, hiện tại đại quân của hắn đã vây quanh chúng ta, nếu như hắn muốn giết chúng ta diệt khẩu mà nói, ngươi nghĩ chúng ta có thể ngăn được sao? Còn nữa, nếu hắn lưu bọn ngươi ở lại chỗ này, thánh địa các ngươi biết là hắn giết các ngươi sao? Ta nghĩ không biết a. Nghe vậy, trong mắt một nam một nữ nhất thời lộ ra vẻ đề phòng. Tuy hai người bọn họ cảm giác thực lực mình không tệ, nhưng không thấy mình có thể lấy thực lực của hai người đối kháng cả đại quân. Dương Diệp, ngươi vô sỉ. La Tuấn trầm giọng nói. Hai vị, ba vị thánh sứ kia quả thực không phải là tại hạ giết, bọn họ là chết ở trong tay Dương Diệp này, các ngươi chớ bị hắn lợi dụng. Dương Diệp nói. Hai vị, các ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta có thể giết được ba vị thánh sứ kia sao? Nếu như không phải nhân hoàng lấy đại quân vây công, ba vị thánh sứ kia có khả năng chết dễ dàng như vậy sao? Ánh mắt nam tử nhìn về phía La Tuấn càng đề phòng, chỉ có nữ tử nhìn Dương Diệp, như có điều suy nghĩ. Giết cho ta, toàn lực chu diệt Dương Diệp. La Tuấn cơ hồ là gầm thét nói. Một bên thì tổ đang chuẩn bị động thủ, nhưng bị Dương Diệp ngăn lại, thân hình Dương Diệp lóe lên, đi tới phía sau nam tử cùng nữ tử nói. Hai vị, hắn là muốn giết người diệt khẩu, chỉ cần ta chết, sẽ chết không đối chứng, ba vị thánh sứ thánh địa kia chết, hắn nhất định sẽ đẩy toàn bộ lên người ta, các ngươi phải ngăn cản hắn. Một bên, thì tổ lắc đầu, lúc nào Dương Diệp cũng trở nên vô sỉ như vậy. Nhìn thấy thủ hạ của La Tuấn muốn động thủ, nam tử hơi biến sắc quát. Lớn mật, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng muốn giết? Ngươi có biết, dù ngươi là nhân hoàng của huyền giả đại lục, giết người thánh địa ta, ngươi cũng sẽ chết không có chỗ chôn hay không? La Tuấn cả giận nói. Giết người của thánh địa các ngươi, là Dương Diệp kia, không phải ta. La Tuấn chưa từng có biệt khuất như thế, nếu như không phải bởi vì thân phận của đối phương, hắn đã sớm hạ lệnh chém giết luôn. Làm càn. Nam tử cả giận nói. Ngươi nghĩ rằng ta là hài đồng 3 tuổi sao? Hắn bất quá là tôn giả cảnh, làm sao có thể lấy lực một người giết 3 người thánh địa ta? Còn nữa, mục đích 3 người Lâm Thiên tới chính là tìm kiếm nhân hoàng, cũng không phải tìm kiếm Dương Diệp này, bọn họ có lý do gì đi giết Dương Diệp? Dù có xích mích với Dương Diệp, lấy thực lực của 3 người bọn họ, bất luận một người nào cũng có thể tùy tiện giết chết hắn. Thối lắm! La Tuấn giận dữ hét. Ngươi biết 3 người thánh địa người chết như thế nào không? Đều là bị hắn một kiếm miểu sát, hầu như ngay cả sức đánh trả cũng không có. Hiện tại nếu như chúng ta liên thủ, có lẽ có cơ hội giết hắn, không thì bỏ qua cơ hội này, không có cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, không ai có thể giết được hắn. Nam tử nhìn thoáng qua Dương Diệp nhất thời lộ ra vẻ mặt vô tội. Nam tử hít sâu một hơi, nhìn về phía La Tuấn nói. Hiện tại ta có thể xác định, 3 người thánh địa ta dù không phải chết. Trong tay người. Nhưng người khẳng định cũng thoát không khỏi thiên quan. Vì giết người diệt khẩu, thậm chí ngay cả loại lý do hoang đường này cũng nói ra. 3 người Lâm Thiên ở trên tay Dương Diệp ngay cả một chiêu cũng không chống nổi. Ngươi thật coi 2 người chúng ta là nhược trí sao? Nữ tử cũng nhíu mày, tuy nàng nghĩ sự tình có chút kỳ hoặc, thế nhưng nàng càng cảm thấy nhân hoàng quá không đáng tin cậy. Thực lực 3 người Lâm Thiên nàng rõ ràng, mặc dù ở trong thế hệ trẻ tuổi của thánh địa chỉ có thể tính trung hạ đẳng. Nhưng tuyệt đối không phải một tôn giả cảnh của thế giới này có thể chiến thắng, còn bị đối phương giết trong nháy mắt. Nữ tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của mình, vì Dương Diệp thấy thế nào cũng không giống như là một tồn tại có thể miểu sát 3 người Lâm Thiên. Thần sắc của La Tuấn triệt để lạnh xuống, coi như là tượng đất cũng có hỏa khí, huống chi hắn đường đường nhân hoàng. Nhân hoàng kiếm tựa hồ đã có chút khẩn cấp, không ngừng phát ra kiếm minh. Mà binh lính ở chung quanh hắn cũng căm tức nhìn nam tử và đám người Dương Diệp. Chỉ cần La Tuấn ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không quản thánh địa gì, dù sao bây giờ bọn hắn là người đông thế mạnh. Nhìn thấy một màn này, thần sắc nam tử trầm xuống, hai tay kìm lòng không được kết thành một thủ ấn kỳ dị, nữ tử ở bên cạnh hắn cũng chau mày lên, không gian xung quanh nàng không ngừng nhộn nhạo lực lượng quỷ dị. Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Dương Diệp lướt qua dáng tươi cười. Sau đó nhìn Tử Điêu gật đầu, Tử Điêu hiểu ý, giơ lên tiểu chảo, vài tên tôn giả cảnh bất ngờ không kịp đề phòng trong nháy mắt bị tử quang oanh thành mảnh vụn.
đạo tử quang này tựu như ngòi nổ, trong nháy mắt kíp nổ toàn trường. Giết, không chừa một mống, không chừa một mống. Sắc mặt La Tuấn bình tĩnh nói. Lớn mật, nam tử giận không kiềm được, thủ ấn đánh về phía La Tuấn, mấy ngàn đạo ánh sáng màu lam hiện ra, phô thiên cái địa đánh tới đám người La Tuấn. Hai mắt nữ tử khép hờ, từng tầng năng lượng kỳ dị như gợn sóng khuếch tán ra. Dương Diệp cùng Thi Tổ cũng không nhàn rỗi, thân hình hai người khẽ động, lao về phía La Tuấn, giờ khắc này đúng là thời cơ kích giết La Tuấn tốt, bọn họ sẽ không bỏ qua. Lúc này Thi Tổ hoàn toàn thả ra phòng ngự, tùy ý công kích đánh vào trên người hắn, nhưng Dương Diệp không dám như vậy, để Tử Điêu không ngừng thi triển quang cháo tử sắc. Tốc độ của hai người cực nhanh, trong chớp mắt đã đi tới trước người La Tuấn 30 trượng. Thần sắc La Tuấn thản nhiên, trên mặt không sợ hãi chút nào. Khi hai người Dương Diệp tới cách La Tuấn 10 trượng, có ba lão giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của La Tuấn. Lui! Ba lão giả gầm lên, đồng thời vỗ ra một trường, trong sát na, vô số trường ấn xuất hiện, trong khoảnh khắc bao phủ Dương Diệp cùng Thi Tổ. Yên lặng một cái chớp mắt, sau đó một đạo kiếm quang từ trong những trường ấn kia bắn ra, Dương Diệp đi tới trước mặt La Tuấn, kiếm xích trong tay tàn nhẫn bổ xuống. Nhân hoàng cẩn thận! Mọi người chung quanh hoảng hốt. Trong mắt La Tuấn lóe lên vẻ dữ tợn, nhân hoàng kiếm trong tay ra khỏi vỏ, một đạo bạch quang phóng lên cao, nhân hoàng kiếm cùng kiếm xích của Dương Diệp hung hăng va chạm. Bành! Một đạo khí lãng từ chỗ kiếm trong tay hai người tương giao khuếch tán ra, trong nháy mắt đánh bay vô số huyền giả. Kiếm ý của Dương Diệp bao phủ ở trên kiếm xích, sau đó dùng lực lượng cường đại trực tiếp ép hai chân La Tuấn lún vào trong đất. Đang chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Lúc này hàng ngàn đạo công kích phô thiên cái địa kéo tới, Dương Diệp hừ lạnh một tiếng, thi triển ra kiếm. Vực chặn những công kích kia, sau đó kiếm xích đập xuống. Bành! La Tuấn lún vào trong đất. Dương Diệp đang chuẩn bị truy kích, đột nhiên một cột sáng màu trắng từ trong mặt đất tuôn ra, Dương Diệp hơi biến sắc, thân hình lóe lên, thối lui ra 10 trượng. Rầm rầm oanh! Lúc này, vô số cường giả tôn giả cảnh điên cuồng lao tới Dương Diệp, cùng lúc đó. Vô số tôn giả cảnh đồng loạt ra tay, tất cả công kích đều rơi về phía Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, thân hình lóe lên, thối lui đến phía sau Thi Tổ, sau đó nói. Ngăn trở bọn họ. Tuy kiếm vực có thể chống đỡ được công kích này, thế nhưng kiếm vực cũng không phải có thể thi triển vô hạn. Lấy thực lực của hắn bây giờ, một ngày thi triển 4 lần, hầu như đã là cực hạn. Tên hỗn đản này. Thi Tổ tức giận mắng. Sau đó liền bị vô số đạo công kích bao phủ. Mười mấy hơi thở sau, các loại năng lượng công kích tiêu thất, lúc này mặc dù trên người Thi Tổ không có thiếu linh kiện gì, nhưng từ viền mắt bốc hỏa có thể thấy được, hắn cũng mệt ngất ngư. Chúng ta rút lui, không thì dù không bị giết chết, cũng bị mệt chết ở chỗ này. Trong thanh âm của Thi Tổ lần đầu mang theo ngưng trọng. Dương Diệp. Đúng lúc này, xa xa La Tuấn đột nhiên giống giận. Vô số tia số mệnh xuất hiện ở không trung, từng đạo năng lượng điên cuồng vọt tới, ở trong tay hắn, nhân hoàng kiếm nổi lên kiếm quang màu trắng tinh khiết. Lão quỷ, ta không muốn lại hỏng một thanh kiếm, hắn liền giao cho ngươi. Dù sao ngươi cũng là thân thể bán thánh, nhân hoàng kiếm khẳng định không làm gì được ngươi. Dương Diệp rất không nghĩa khí nói. Tiểu tử, lão tổ đột nhiên phát hiện, ngươi thật quá vô sỉ. Thi Tổ nói. Cứ quyết định như vậy. Ngươi kháng trụ hắn, ta mở đường cho ngươi. Dương Diệp nói xong thân hình lóe lên, bay về phía hậu phương, kiếm xích trong tay huy động, vô số đạo kiếm khí như mưa rơi chút xuống, nhất thời giữa sân tiếng kêu rên vang vọng. Nếu có cơ hội, Dương Diệp thật muốn giết La Tuấn, thế nhưng đáng tiếc, lúc này nếu muốn giết La Tuấn căn bản đã không thể nào. Bởi vì như Thi Tổ nói, tiếp tục đợi ở chỗ này, dù bọn họ không bị giết chết, cũng sẽ bị mệt chết. Xa xa. Nam tử cùng nữ tử của thánh địa sớm đã ngừng lại. Bởi vì thân phận lai lịch của hai người, cộng thêm La Tuấn có nguy cơ, những thuộc hạ của La Tuấn cũng không có dám công kích hai người, bởi vậy hai người có thể nói là nhàn nhã nhất. Hai người kinh ngạc nhìn Dương Diệp, La Tuấn còn có Thi Tổ, đây là huyền giả ở thế giới bị lãng quên. Ba người này thực sự chỉ là tôn giả cảnh, lúc nào huyền giả ở thế giới bị lãng quên yêu nghiệt như thế. Chảm! Đúng lúc này. Xa xa truyền đến tiếng trống giận dữ của La Tuấn, tiếp theo, một đạo kiếm khí bạch sắc bắn nhanh về phía Thi Tổ. Thi Tổ không dám khinh thường, huyết nhận trong tay quét ngang,
một mảnh huyết quang càn quét, cùng kiếm khí bạch sắc hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Tia máu trong nháy mắt bị đánh tan, kiếm khí bạch sắc đánh vào trên thân thể thi tổ. Bành! Thi tổ té bay ra ngoài, bay ra mười mấy trượng mới hung hăng đập trên mặt đất. Mà lúc này, không sai biệt lắm có mấy ngàn đạo công kích điên cuồng trùm về phía thi tổ. Rầm rầm oanh! Giữa sân vang lên thanh âm oanh tạc, nghe mà Dương Diệp co giật. Nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều cường giả ngăn chặn, Dương Diệp cũng không dám có chút sơ suất, vung tay lên, hoàng kim cự long hiện ra. Ở trong Hồng Mông Tháp chữa trị một đoạn thời gian, tuy không trị hết tổn thương cho hoàng kim cự long, thế nhưng cũng khôi phục thất thất bát bát. Lồng giam không gian. Sau khi hoàng kim cự long xuất hiện, mấy trăm tôn giả cảnh ngũ phẩm vội vã thi triển ra lồng giam không gian khóa lại hoàng kim cự long, bất quá sau một khắc, một đạo tử quang hiện lên, những hàng rào không gian đó trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Dương Diệp thả người, bay lên lưng hoàng kim cự long, sau đó nhìn thi tổ nói. Lão quỷ, mau lên đây. Còn muốn chạy. La Tuấn cười dữ tợn, nhân hoàng kiếm bổ về phía hoàng kim cự long, một đạo kiếm khí bắn phá trường không, chém tới hoàng hát cầm cự long. Hai mắt Dương Diệp híp lại, u minh quỷ hỏa, thanh vân tử điện còn có cửu u hàn phong trong nháy mắt tuôn ra, sau đó hợp thành một thanh cự kiếm ngăn cản. Oanh! Hai người ở trên không trung nổ ra, vô số đạo kiếm khí cùng hỏa diễm lan tràn. Xa xa, con người của nam tử cùng nữ tử co rụt lại, hai người lần thứ hai bị thực lực của Dương Diệp và La Tuấn dọa sợ. Oanh! Đúng lúc này, phía dưới, hai đạo huyết quang phóng lên cao, chỉ thấy thi tổ lúc trước bị vô số đạo công kích bao trùm kia bay lên không trung nói. A a a, cũng dám đối đãi lão tổ ta như vậy, lão tổ diệt các ngươi. Dứt lời, bàn tay của thi tổ giơ lên, sau một khắc lại đè xuống. Một bàn tay khổng lồ hiện ra, sau đó hung hăng rơi xuống. Vô số huyền giả kinh hãi. Sắc mặt La Tuấn kịch biến, năng lượng trong cơ thể phun trào vào nhân hoàng kiếm, sau đó nhân hoàng kiếm chĩa lên, một đạo kiếm khí không kém bàn tay khổng lồ bắn ra, đụng tới bàn tay khổng lồ. Những tôn giả cảnh khác cũng không dám nhàn rỗi, vội vã thi triển ra công kích mạnh nhất của mình. Trắng, đỏ, lam, các loại công kích rậm rạp đánh tới bàn tay khổng lồ. Oanh! Trên bầu trời, vang lên một tiếng nổ kinh thiên. Ở trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, bàn tay khổng lồ khẽ run lên, sau đó oanh một tiếng nổ ra. Nhìn thấy một màn này, đám người La Tuấn nhất thời thở dài một hơi. Trên hoàng kim cự long, Dương Diệp lắc đầu, lúc đầu hắn bằng vào kiếm ý cộng thêm đạo khí mới chống được chiêu này, đám người La Tuấn chỉ bằng vào nhân lực đã chống được, điều này làm cho Dương Diệp phải cảm thán, nhiều người chính là lực lượng lớn a. Lão quỷ, người còn không lên, ta sẽ đi nha. Dương Diệp nói, lại đánh tiếp sẽ mệt chết ở chỗ này. A, thi tổ gầm lên giận dữ, sau đó cổ tay khẽ động, một tia máu chém ngang ra, chém giết vài tên tôn giả cảnh ở trước mặt, sau đó thân hình khẽ động, rơi vào trên người hoàng kim cự long. Giữa lúc Dương Diệp chuẩn bị rời đi, đột nhiên nam tử thánh địa nói. Đứng lại, ta nghĩ ba người thánh địa ta chết có liên hệ tới người, cho nên người tạm thời không thể đi. Nguyên bản thanh niên rất tin tưởng Dương Diệp, bởi vì La Tuấn nói, hắn thấy thật sự là quá hoang đường. Thế nhưng hiện tại hắn phát hiện, thực lực của Dương Diệp kia rất kinh khủng, dĩ nhiên là kiếm ý cửu trọng. Nếu như hắn cùng với Tử Điêu, còn có thi tổ hợp tác, thật đủ để giết chết ba người Lâm Thiên. Đương nhiên, hắn cũng không có bài trừ La Tuấn, bởi vì La Tuấn cũng có thực lực giết chết ba người Lâm Thiên. Nói chung, chỉ cần ai có hiểm nghi, hắn đều sẽ không bỏ qua. Nhưng sau khi nam tử nói ra, nữ tử bên cạnh hắn nhíu mày, bất mãn nhìn hắn một cái. Lúc này bất kể là Dương Diệp hay La Tuấn, rõ ràng không phải hai người bọn họ có thể chống lại, hiện tại vốn nên bảo trì trầm mặc, để Dương Diệp cùng La Tuấn lưỡng lại câu thương mới đúng. Mà ra hỏa ngu ngốc này, cư nhiên dẫn lửa tới trên người mình. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía thanh niên nam tử nói, người muốn lưu ta lại. Thanh niên biến sắc, hắn có ý tứ gì? Uy hiếp mình, thanh niên giận tím mặt, đang muốn xuất thủ, thế nhưng khi thấy ánh mắt lạnh như băng của Dương Diệp, trong lòng thanh niên máy động, bất đắc dĩ không có xuất thủ. Đi! Dương Diệp thu hồi ánh mắt, hoàng kim cự long thét dài, hóa thành một đạo kim quang chạy ra khỏi đoàn người, sau đó hóa thành một đạo kim quang tai đều thất ở nơi xa. Không người nào dám đuổi theo,
tất cả mọi người đứng ở tại chỗ. Sắc mặt La Tuấn trầm thấp như nước, tay phải gắt gao nắm Nhân Hoàng kiếm, ở trên đỉnh đầu của ắc hắn, khí lưu bạch sắc cuồng loạn. Hôm nay trận chiến này, với hắn mà nói là vô cùng nhục nhã. Bị Dương Diệp giết tới trước mặt, còn tiêu diệt nhiều cường giả như vậy, mà bọn họ lại không thể lưu được Dương Diệp. Quá nhục nhã. Vì sao ngươi thả bọn họ đi? Lúc này, thanh niên trên bầu trời đột nhiên nhìn La Tuấn giận dữ hét. Ngươi nhiều đại quân như vậy, hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh, chẳng lẽ còn không thể lưu lại hai tôn giả cảnh? Ngu xuẩn. Nữ tử rời ra mấy trăm trượng, thanh niên không giải thích được, mà đúng lúc này, Nhân Hoàng kiếm trong tay La Tuấn đâm về phía thanh niên. Lúc trước nếu như không phải tên ngu xuẩn ngươi, chúng ta sớm đã lưu lại được Dương Diệp, hiện tại ngươi còn muốn ở trước mặt ta chít chít méo mó, cút. Một đạo kiếm khí bạch sắc bắn phá trường không, trong nháy mắt đi tới trước mặt thanh niên kinh hãi, hai tay vội vã kết ấn, sau đó đẩy về phía La Tuấn, một đạo lam quang lóe ra, cùng kiếm khí bạch sắc hung hăng đụng vào nhau. Oanh! Sau một tiếng vang thật lớn, thanh niên rút lui gần trăm trượng. Lớn mật! Chúng ta là người của thánh địa, ngươi cũng dám ra tay với chúng ta, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là Nhân Hoàng thì chúng ta không dám diệt ngươi. Hai mắt thanh niên đỏ đậm, vốn cho rằng lần này đi sứ huyền giả đại lục, có thể uy phong một chút, nào nghĩ tới, người của thế giới bị lãng quên kia cũng dám đối đãi hắn như vậy, điều này làm cho hắn tức giận muốn điên. Trong mắt La Tuấn sát ý phun trào, bất quá cuối cùng vẫn không có động thủ, hắn không phải người điên như Dương Diệp, chỉ cần dám nghĩ liền dám làm. Hắn biết rõ, nếu như giết hai người trước mắt này, tương lai có rất nhiều phiền phức đang chờ hắn. Trước khi trở thành nhân loại cộng chủ, hắn không muốn trêu chọc cái phiền phức này. Nghĩ vậy, La Tuấn giấu đi sát ý trong mắt, sau đó nhìn về phía nữ tử nói. Không biết cô nương xưng hô như thế nào. Nữ tử hơi trầm ngâm, sau đó nói. Lam Linh. Lam Linh cô nương hắn rõ ràng, ta không có ác ý với hai vị. Nếu quả thật là ta giết người thánh địa các ngươi, nghĩ đến hiện tại hai vị cũng không có khả năng hảo hảo ở chỗ này nói chuyện. Điểm ấy, Lam Linh cô nương không phản đối chứ? La Tuấn nói. Lam Linh cau mày nói. Ba người thánh địa ta quả nhiên chết ở trên tay Dương Diệp kia. Lam Linh cô nương nghĩ hắn không có thực lực đó sao? La Tuấn nói, sau đó tự thuật chuyện đã xảy ra một lần. Sau khi nghe xong, Lam Linh trầm mặc. Sắc mặt càng ngưng trọng. Mà nam tử ở bên cạnh nàng thì châm chọc nói. Kiếm hoàng, thật là thiên đại chê cười, người ở một thế giới bị lãng quên, cũng dám xưng kiếm hoàng. Ta xem không phải hắn quá mạnh mẽ, mà là người của thế giới các ngươi quá yếu. Vậy lúc trước vì sao các hạ không đại triển thần uy lưu hắn lại? La Tuấn nhàn nhạt nói. Ngươi, thanh niên nam tử giận không kiềm được. Lam Linh khoát tay áo ngăn hắn, sau đó nói. Thanh Phong, mặc kệ ngươi cùng ta có thừa nhận hay không, thực lực của Dương Diệp kia đều trên chúng ta, đừng nói chúng ta, dù hắn đến thánh địa chúng ta, cũng là tồn tại cầm cờ đi trước. Trọng yếu nhất là người này hành sự hoàn toàn bằng sở thích của mình, căn bản không để ý thánh địa chúng ta, trừ khi thánh địa chúng ta phái cường giả đến, bằng không lấy lực lượng của ta ngươi, căn bản không cách nào đối phó hắn. Thanh Phong giật giật, nhưng không có phản bác Lam Linh, chỉ hừ lạnh một tiếng. Lam Linh nói, nguyên bản thực lực người này cường hãn như vậy, chúng ta có thể đưa hắn vào thánh địa, để hắn thành người của thánh địa chúng ta, thế nhưng hiện tại xem ra, chúng ta có thể bỏ ý niệm này đi. Mặc kệ đối phương yêu nghiệt như thế nào, thiên phú mạnh ra sao, nếu giết người của thánh địa chúng ta, vậy hắn phải bỏ ra cái giá to lớn. Nghe thế, trên mặt La Tuấn lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, Lam Linh nói, Thanh Phong. Người trở lại thông chi người của thánh địa, để thánh địa phái thánh vệ đội tới. Lam Linh cô nương, ta nhắc nhở một chút. Lúc này La Tuấn nói. Các ngươi phải người bình thường tới sợ rằng vô ích, bởi vì Dương Diệp có một vị sư phụ bán thánh, cho nên nếu hai vị muốn gọi người, tốt nhất kêu bán thánh tới, nghĩ đến trong thánh địa cũng không thiếu bán thánh a. Lam Linh lắc đầu nói. Trong thánh địa, cường giả bán thánh không cách nào tùy tiện đi ra. Nếu như muốn cường hành đi ra, sẽ trả giá rất lớn. La Tuấn nhướng mày nói. Bán thánh không thể ra, hai vị là muốn gọi cường giả hoàng giả cảnh. Nhưng nếu các ngươi phái cường giả hoàng giả cảnh xuất thủ, sư phụ bán thánh của hắn nhất định sẽ không đứng nhìn. Ở trước mặt cường giả bán thánh, ta nghĩ,
nhiều cường giả hoàng giả cảnh hơn nữa cũng vô dụng. Lam Linh cười nói, yên tâm, thánh vệ đội không phải hoàng giả cảnh cấu thành, mà là do cường giả tôn giả cảnh cấu thành. Các ngươi không phải có ước định, cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay sao? Chúng ta sẽ không phạm quy. La Tuấn nhíu mày nói. Hai vị, thứ cho ta nói thẳng, cường giả tôn giả cảnh ở trước mặt Dương Diệp, sợ rằng không có bất cứ tác dụng gì. Lúc trước hai vị cũng nhìn thấy thực lực của hắn, huống chi bên cạnh hắn còn có một thi tổ cùng một con không gian điêu. Nếu như cường giả tôn giả cảnh có uy hiếp với Dương Diệp, hắn đã sớm diệt Dương Diệp. Vô chi! Thanh Phong hừ lạnh một tiếng nói. Người nghĩ rằng thánh vệ đội của thánh địa ta phế vật giống như binh lính của ngươi. Nghe được Thanh Phong nói, binh lính của La Tuấn giận không kiềm được, có một chút thậm chí muốn động thủ. Bất quá không có mệnh lệnh của La Tuấn, bọn họ cũng chỉ có thể dùng ánh mắt diễn tả phẫn nộ. Lúc này sắc mặt của La Tuấn cũng có chút âm trầm, bình tĩnh mà xem xét, hắn cũng muốn giết chết nam nhân trước mắt này, thực lực yếu như cặn bã, nhưng ngông cuồng vô biên, nếu như người của thánh địa đều là loại mặt hàng này, vậy hắn thật đúng là không cần thiết phải sợ. Lam Linh cau mày nhìn thoáng qua Thanh Phong, sau đó nói. La công tử có khả năng không biết, tuy nhân số của thánh vệ đội chúng ta không quá trăm, thế nhưng mỗi một tuyệt đối đều là tinh anh trong tinh anh. Nói như thế này, thánh vệ đội ta tùy tiện tuyển ra 5 người, đều có thể chảm giết hoàng giả cảnh của thế giới các ngươi, tin tưởng ta, ta không có đùa giỡn. Sắc mặt La Tuấn động dung nói. Thật mạnh như vậy. Lam Linh cười nói. Tỷ tỷ của ta chính là thành viên của thánh vệ đội, mà nàng hiện tại bất quá 21 tuổi. Thế nhưng kiếm ý của nàng cũng đã đạt tới cửu trọng, hơn nữa còn là kiếm tâm thông minh. Đồng thời nàng nắm giữ kiếm kỹ đạo cấp có ít nhất 3 môn, trong tay cầm là đạo khí đỉnh phong của thánh địa. La Tuấn khẽ gật đầu, nhân vật như vậy, tuy kém Dương Diệp, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. La công tử biết không, lấy thực lực của tỷ tỷ ta, ở trong thánh vệ đội, nàng ngay cả trước 50 cũng không vào được. Lam Linh cười nói, trong lòng La Tuấn dùng mình. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lão tổ hắn kiêng kỵ thánh địa. Trước không nói hoàng giả cảnh cùng cường giả thánh giá cảnh, chỉ nói tôn giả cảnh thánh vệ đội cũng là một tồn tại kinh khủng. Nếu nhóm người này tới huyền giả đại lục, ở dưới hoàng giả cảnh, trừ khi tất cả cường giả tôn giả cảnh của đại lục liên thủ, mới có thể chống lại đối phương A. Chỉ cần 10 tên, không, chỉ cần 5 tên thánh vệ đội đến đây, Dương Diệp, thì tổ còn có tử điêu kia liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lam Linh nói, hy vọng như vậy. La Tuấn nói, cứ như vậy, hai người Thanh Phong về thánh địa gọi người. Mà đám người La Tuấn thì rút lui đến loạn ma hải, có giáo huấn trước đó, lần này La Tuấn ở trong đại quân bày ra đại trận, chỉ cần có ngoại nhân tiếp cận, đại trận sẽ tự động cảnh cáo, vì để ngừa vạn nhất, hắn còn khởi động hệ thống tình báo của đỉnh Hán đế quốc giám thị cổ vực thành. Cho dù cổ vực thành bay ra một con muỗi, hắn cũng sẽ nhanh chóng biết được. Lúc này trong đại quân La Tuấn, có thể nói là thảo mộc giai binh, rất sợ Dương Diệp trà trộn vào, sau đó lại đại sát tứ phương. So sánh với La Tuấn, bên cổ vực thành lại cả thành vui mừng. Bởi vì sự tình ba người Dương Diệp sát nhập vào trong quân La Tuấn đã truyền về cổ vực thành, đây đối với cổ vực thành mà nói, không thể nghi ngờ là một kiều thuốc trợ tim. Bất chi bất giác, Dương Diệp đã trở thành trụ cột tinh thần trong dòng mọi người. Bởi vì vô số người nghĩ, chỉ cần có Dương Diệp, dù đối mặt đỉnh Hán đế quốc, bọn họ cũng tự tin. Đây là thời đại người mạnh làm vua, cường giả sẽ được người tôn kính. Trên Hoàng Kim Cự Long, Dương Diệp ôm tử điêu, không cho nàng trốn vào trong vòng xoáy. Trước khi chạy ra đại quân của La Tuấn, tử điêu liền muốn chạy trốn, bất quá bị Dương Diệp ôm lấy. Tử điêu, người nhất định có thể hóa hình người đúng không? Biến hóa cho ta xem được không? Ta bảo chứng không chiếm tiện nghi của ngươi. Dương Diệp nói không chiếm tiện nghi, lại hôn lên trán tử điêu một cái, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của tử điêu đỏ phừng phừng, hai móng gắt gao che khuôn mặt nhỏ nhắn, một bộ ngượng ngùng chịu không nổi. Vô luận Dương Diệp xin như thế nào, tử điêu cũng không muốn biến thành người hình, điều này làm cho Dương Diệp buồn bực cắn răng. Phải biết rằng, hắn đối với dáng dấp của tử điêu sau khi hóa thành hình người là cực kỳ mong đợi. Dương Diệp mới vừa về cổ vực thành, liền thấy thiên toàn địa chuyển, sau đó hắn liền đi tới trên đám mây. Ở trước mặt hắn, là Thủy Hoàng, Thú Hoàng, Yêu Hoàng cùng với Long Hoàng. Tiểu tử, người gây đại sự rồi. Nhìn thấy Dương Diệp,
Long Hoàng cười lạnh nói. Thật không biết ngươi là người không biết không sợ hay ngu xuẩn như lợn, người biết ngươi giết ba người kia ở địa phương nào không? Làm người của thánh địa, người biết thánh địa sao? Đó là một địa phương cường giả hoàng giả cảnh đi đầy đất, lần này sư phụ bán thánh của ngươi cũng không giữ được ngươi. Ngươi giàu gì cũng là một vị thần long, sao không có cốt khí như vậy, sợ hãi người của thánh địa như thế? Lẽ nào ngay cả ta cũng không bằng? Dương Diệp phản kích nói. Long Hoàng tức giận nói. Ngươi đến cùng có biết ngươi đắc tội thế lực như thế nào hay không? Đó cũng không phải đỉnh Hán đế quốc có thể so sánh, nếu bọn họ dốc toàn bộ lực lượng, tất cả huyền giả của huyền giả đại lục chúng ta cộng lại sợ rằng cũng không hơn được, ngươi có biết hay không? Còn nữa, ngươi biết lúc đầu vì sao kiếm tông tổ sư không diệt đỉnh Hán đế quốc sao? Là bởi vì có cường giả thánh địa phái người ra, ngay cả Tiêu Giao Tử cũng kiêng kỵ thánh địa, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ta giết cũng đã giết. Bây giờ ngươi nói cái này có ích lợi gì? Dương Diệp lạnh nhạt nói. Không phải Long Hoàng muốn bắt ta đi bồi tội thánh địa chứ? Long Hoàng tức đến khóe miệng co giật, lúc này Yêu Hoàng nói. Tiểu tử, nguyên bản chúng ta đã đáp ứng thánh địa phái cường giả đi tới, hiệp trợ bọn họ trấn áp nghịch loại huyền giả. Thế nhưng hiện tại, ngươi giết người của thánh địa, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha ngươi, mà chúng ta bây giờ lại là quan hệ kết minh. Cho nên hôm nay ta đặc biệt tới hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc là tính thế nào? Còn có, ngươi đến cùng có biết thánh địa kia đại biểu cho cái gì hay không? Dương Diệp gật đầu nói. Ta biết, ngươi biết còn dám giết. Long Hoàng cả giận nói. Ngươi có biết, vạn nhất thánh địa kia bởi vì quan hệ của ngươi giận chó đánh mèo yêu tộc chúng ta, đây đối với yêu tộc chúng ta sẽ mang đến bao nhiêu tai nạn hay không? Yêu Hoàng cũng trầm giọng nói. Ngươi tính thế nào, thành thật mà nói, nếu thánh địa thực sự muốn tiêu diệt ngươi, yêu tộc chúng ta chắc chắn sẽ không vì ngươi mà đối kháng toàn bộ thánh địa. Ta nghĩ, Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng cũng như vậy, cho nên hôm nay ba chúng ta đặc biệt tới tìm ngươi, chính là muốn hỏi ngươi một chút, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Hắn muốn nghịch thiên. Một bên Long Hoàng hừ lạnh nói. Dương Diệp trầm mặc một hồi, sau đó nói. Yêu Hoàng tiền bối. Nếu như ta nói dù các ngươi đi thánh địa cũng không thể ngăn cản nghịch loại huyền giả xuất thế, ngươi tin không? Nghe vậy, mấy người ở đây cau mày, ngay cả Long Hoàng cũng như vậy. Tuy hắn xem Dương Diệp khó chịu, nhưng sẽ không cảm thấy Dương Diệp sẽ ở loại chuyện này lừa dối bọn họ, bởi vì một khi hắn cầm không ra chứng cứ, hắn chắc chắn sẽ thất tín, đây đối với hắn sẽ rất bất lợi. Dương Diệp hẳn còn không có ngốc đến loại trình độ này. Có ý tứ gì? Thủy Hoàng hỏi. Dương Diệp nói, nghịch loại huyền giả thế không thể đỡ, chúng ta mang theo nhóm lớn cường giả đi vào thánh địa, chỉ là chịu chết mà thôi. Hoặc là nói, có khả năng bị người của thánh địa coi là pháo hôi lợi dụng, đương nhiên, đây chỉ là phán đoán của ta. Bởi vì một khi chúng ta tiến vào thánh địa, như vậy ở nơi đó, chúng ta căn bản không có quyền phát biểu. Nguyên nhân, Yêu Hoàng trầm giọng nói. Dương Diệp trầm ngâm, sau đó vung tay phải lên. Cổ sao xuất hiện ở trước mặt mọi người, sau đó nói. Chư vị tiền bối có biết lai lịch của cổ sao không? Yêu Hoàng trầm giọng nói. Cổ sao này ở thời điểm yêu tộc ta có ghi chép cũng đã xuất hiện, yêu tộc ta cũng nghiên cứu qua, phàm là thu được, sẽ trở thành kiếm hoàng, bởi vì nó tựa hồ có thể áp chế kiếm. Trừ lần đó ra, trái lại không có gì đặc biệt. Thế nào, cổ sao này có quan hệ với nghịch loại huyền giả? Dương Diệp nói. Có vỏ, tự nhiên sẽ có kiếm, tiền bối biết kiếm ở nơi nào không? Hai mắt Yêu Hoàng híp lại nói. Ở thánh địa, Dương Diệp gật đầu nói. Kiếm ở thánh địa trấn áp nghịch loại huyền giả, bởi vì cường giả thánh giả cảnh phủ xuống, nghiêm trọng phá hủy phong ấn ở tinh lực táng địa, bởi vậy các cường giả lúc trước cùng cổ sao kiếm đã không cách nào trấn áp những nghịch loại huyền giả kia. Sở dĩ hiện tại những nghịch loại huyền giả kia không phá phong ấn ra, chỉ là đang đợi càng nhiều nghịch loại huyền giả thức tỉnh mà thôi. Nói đến đây, Dương Diệp dừng một chút, lại nói. Kỳ thực ta nghĩ những người của thánh địa kia khả năng cũng rõ ràng điểm này, không thì vì sao bọn họ muốn tinh nhuệ của toàn bộ huyền giả đại lục chúng ta cùng đi. Thậm chí ta nghĩ kỳ thực bọn họ là đang tìm pháo hôi, đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của ta. Nếu lời ngươi nói là giả, suy đoán cũng là giả, chúng ta không đi, không chỉ sẽ đắc tội thánh địa. Thậm chí còn sẽ làm nghịch loại huyền giả đi ra, đến lúc đó, chúng ta sẽ trở thành tội nhân của đại lục. Yêu Hoàng nói.
nhưng nếu như là thực thì sao? Dương Diệp nói. Mọi người trầm mặc, bọn họ muốn bảo hộ đại lục, thế nhưng nếu như những nghịch loại huyền giả kia phá ấn ra đã thế không thể đỡ, bọn họ lại không muốn bị người của thánh địa lợi dụng làm con cờ thí. Cho dù ngươi nói là thật, nhưng nếu như chúng ta không cùng cường giả thánh địa liên thủ chống lại, chỉ bằng vào huyền giả đại lục chúng ta, là không đỡ được những nghịch loại huyền giả kia. Yêu Hoàng trầm giọng nói. Dương Diệp nói. Có đi thánh địa hay không, ba vị tiền bối tự mình quyết định, dù sao ta là sẽ không đi. Chỉ cần hắn đạt tới hoàng giả cảnh, hắn liền có thể để cho huyền giải tiến vào Hồng Mông Tháp sinh hoạt, cho nên nghịch loại huyền giả hay thánh địa gì kia, hắn đều không quan tâm, chỉ cần đối phương không chọc đến hắn, hắn liền lười đi quản, thế nhưng nếu như đến gây chuyện, bất kể là nghịch loại huyền giả hay thánh địa, hắn đều chiếu giết không tha. Hoàng Kim Thần Long tộc ta quyết định đi thánh địa. Đúng lúc này, Long Hoàng đột nhiên nói. Yêu Hoàng, người hẳn rõ ràng, nếu chúng ta đắc tội thánh địa phái cường giả đi ra, chúng ta sẽ như thế nào? Cùng thánh địa đổ máu tới cùng sao? Còn nữa, dù Dương Diệp nói là thật, như vậy ta càng phải đi thánh địa viện trợ, không thì chờ nghịch loại huyền giả diệt người của thánh địa, chúng ta còn có thể xa sao? Yêu Hoàng còn có chút do dự, nếu như người của thánh địa thật nguyện ý cùng bọn chúng đối kháng nghịch loại huyền giả, hắn đương nhiên nguyện ý liên thủ. Thế nhưng nếu như người của thánh địa chỉ muốn pháo hôi thì sao? Tuy thủ hộ đại lục người người có trách nhiệm, thế nhưng ai muốn ý đi làm con cờ thí, bị người lợi dụng? Đúng lúc này, Tử Điêu đột nhiên xuất hiện ở trên vai Dương Diệp, Tử Điêu đi tới trước mặt Yêu Hoàng, không biết cùng Yêu Hoàng nói cái gì, trong mắt Yêu Hoàng nhất thời không còn do dự. Yêu tộc ta không đi. Yêu Hoàng đột nhiên nói, làm cho mấy người nhất thời không giải thích được, Tử Điêu này nói gì với Yêu Hoàng. Yêu Hoàng, người làm như thế, không sợ yêu tộc ta vạn kiếp bất phục sao? Long Hoàng âm trầm nói. Yêu Hoàng nói, ta sẽ để yêu tộc tự lựa chọn, nguyện ý đi thánh địa, ta không ngăn trở, nguyện ý lưu lại theo không gian điêu nhất tộc ta, ta sẽ bảo hộ. Đối với Dương Diệp nói, Yêu Hoàng bán tín bán nghi, bởi vì thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng đối với Tử Điêu nói, hắn 100% tín nhiệm. Bởi vì hắn tin tưởng, Tử Điêu sẽ không hại hắn, dù cho nàng cùng Dương Diệp quan hệ tốt, hắn cũng tự tin, nếu như Dương Diệp muốn hại chủng tộc hắn, Tử Điêu cũng sẽ không đồng ý. Tử Điêu bảo hắn tin tưởng Dương Diệp, cho nên hắn quyết định cược một lần nữa. Nghe Yêu Hoàng nói, sắc mặt Long Hoàng càng thêm âm trầm. Sau cùng hung hăng nhìn Dương Diệp nói. Yêu Hoàng, ngươi vì người này mà khiến yêu tộc chúng ta phân liệt. Nếu như ta mạnh mẽ mệnh lệnh mọi người không nên đi thánh địa, lúc này mới sẽ làm yêu tộc ta phân liệt. Yêu Hoàng nói. Ta cái khác không biết, nhưng Hoàng Kim Thần Long tộc các ngươi cùng với tộc quần của Tam Đại Thần Thú tuyệt đối sẽ không nghe mệnh lệnh của ta, không phải sao? Đã như vậy, kia mọi người từng người tuyển chọn con đường mà chủng tộc mình muốn đi, dù ngày sau đi sai, cũng không trách được người khác. Vậy chúc không gian điêu nhất tộc ngươi may mắn. Long Hoàng hừ lạnh một tiếng, sau đó tiêu thất ở tại chỗ. Long Hoàng đi rồi, Dương Diệp nhìn về phía Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng nói. Hai vị tiền bối, Nam Vực là căn bản của chúng ta, nếu như chúng ta đi thánh địa, chúng ta sẽ bị người áp chế, ta nghĩ hai vị tiền bối hẳn rõ ràng, đó chính là người của thánh địa khinh thường huyền giả đại lục chúng ta. Hai vị tiền bối đi sẽ được đối đãi tôn trọng và bình đẳng. Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng trầm mặc. Dương Diệp tiếp tục nói. Hai vị tiền bối, bất kể như thế nào, ta sẽ không mang theo người của ta đi thánh địa, đồng thời ta cũng hy vọng hai vị tiền bối có thể đừng đi. Ở Nam Vực, nếu chúng ta liên thủ, làm sao phải sợ thánh địa cùng nghịch loại huyền giả? Lúc này, Thú Hoàng nở nụ cười, sau đó nói. Tiểu tử, ngươi nói phục ta, huyền thú đế quốc ta tiếp tục ở tại Nam Vực, ta cũng không muốn đi thánh địa gì kia. Trước ngươi đoán mặc dù chỉ là đoán, thế nhưng cũng có vài phần đạo lý. Còn nữa, thánh địa ra vẻ kiêu ngạo, ta thực sự không thích, tới nhờ chúng ta đi thánh địa trợ giúp, lại như ban ân cho chúng ta vậy, thực sự giận. Đại tần ta không phải không có lựa chọn sao? Thủy Hoàng cười nói. Các ngươi đều không đi, đại tần ta đi có ý gì? Giống như Dương Diệp nói, chúng ta ở Nam Vực, binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngắn. Thú Hoàng, từ hôm nay trở đi, để linh giả cảnh trở lên của đại tần đế quốc ta cùng huyền thú linh cấp trở lên của huyền thú đế quốc ngươi tổ hợp một chi kỵ binh A.
Thú hoàng hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu nói. Có thể. Nếu nhân loại cùng huyền thú liên thủ, chiến lực nhất định gấp bội. Chỉ bộ đội này liền giao cho Dương Diệp tới chỉ huy. Thủy hoàng cười nói. Vì sao? Dương Diệp không hiểu nói. Ta không biết mang binh đánh giặc, để ta mang binh, đây chính là làm khó ta. Thủy hoàng cười nói. Đầu tiên, nhân loại cùng huyền thú trong lúc đó muốn hoàn mỹ tổ hợp, cái này rất khó, bởi vì bất kể là nhân loại hay huyền thú, đều có địch ý với đối phương. Còn nữa, bất kể nhân loại hay huyền thú đều là linh giả cảnh trở lên, người nghĩ người hoặc huyền thú bình thường có thể tạm cho bọn họ tín phục sao? Đương nhiên, chuyện huấn luyện của bọn họ chúng ta sẽ không giao cho người, chúng ta sẽ cho người đi huấn luyện, người chỉ cần treo một cái tên tuổi là được rồi. Thì ra là thế. Dương Diệp cười khổ, sau đó nói. Cũng tốt, được rồi, trong khoảng thời gian này, các ngươi lệnh những người khác cố gắng huấn luyện một chút, đặc biệt cường giả tôn giả cảnh. Hôm nay ta đi vào đại quân La Tuấn, không phải bọn hắn quá yếu, mà là bọn hắn quá loạn, chúng ta giết trở ra, bọn hắn liền loạn thành một đoàn, căn bản không cách nào tập trung lực lượng đả kích chúng ta, cho nên lúc này mới để ta thừa dịp, nếu như bọn họ không loạn, có thể nhanh chóng tổ chức, ta nghĩ đừng nói tàn sát trong quân đội, ta có thể trốn ra hay không cũng là một vấn đề. Dương Diệp rất rõ ràng, nếu như chính diện đối mặt đại quân, đừng nói hơn một vạn cường giả tôn giả cảnh. Coi như 50 vạn vương giả cảnh cũng đủ hắn uống một bình. Trước kia mặc dù có thể tàn sát, là bởi vì hắn xông vào nội bộ đại quân, làm cho rất nhiều cường giả sợ ném chuột vỡ đồ, không cách nào hợp lực đối phó hắn. Thủy Hoàng trầm ngâm một lát, sau đó nói. Tất cả cường giả tôn giả cảnh của chúng ta không sai biệt lắm có khoảng 5.000, một nửa cùng linh giả cảnh cấu thành kỵ binh, một nửa đơn độc cùng huyền thú phi hành tôn cấp cấu thành một chi phi hành kỵ binh, sau đó thống nhất huấn luyện bọn họ thành binh sĩ, như thế nào? Huyền thú tôn cấp của chúng ta khả năng không đủ. Thú Hoàng trầm giọng nói. Trong huyền thú sơn mạch, tất cả huyền thú tôn cấp cộng lại, sợ rằng chỉ khoảng 1.500, đây là bao quát một ít tộc quần huyền thú bí ẩn. Ta tư nhân biếu tặng 1.000 cây thú cực thảo cho huyền thú đế quốc. Cho một ít huyền thú linh cấp trong các ngươi tiến giai trở thành huyền thú tôn cấp. Lúc này Yêu Hoàng đột nhiên nói. Xin lỗi, đây là cực hạn ta có thể làm, bởi vì tuy ta cùng không gian điêu nhất tộc có thể tới thế giới nhân loại, thế nhưng chủng tộc khác muốn tới thế giới nhân loại, chúng ta cần phải bỏ ra cái giá nhất định, hơn nữa mang người vẫn không thể nhiều, trừ khi La Tuấn lợi dụng nhân hoàng kiếm phá vỡ kết giới giữa yêu tộc cùng nhân tộc. Lấy thực lực của tiền bối, cũng không thể phá vỡ kết giới hai vực sao? Dương Diệp cau mày nói, nếu như yêu tộc có thể đi tới thế giới nhân loại, vậy bọn họ tuyệt đối có thể diệt đỉnh Hán đế quốc. Yêu Hoàng nói, có thể phá, thế nhưng trả giá quá cao, chỉ ít cần hy sinh hai cường giả hoàng giả cảnh cửu phẩm. Hơn nữa rất nhiều yêu tộc khẳng định cũng sẽ không tán thành tới trợ giúp nhân loại, đối với bọn họ mà nói, nhân loại tàn sát lẫn nhau là tốt nhất. Xem ra đỉnh Hán đế quốc còn cần chúng ta tự mình giải quyết. Dương Diệp nói, hai vị tiền bối, cứ làm như vậy à. Chúng ta lập tức tập hợp tất cả tôn giả cảnh, linh giả cảnh cùng huyền thú tôn cấp linh cấp, mau chóng huấn luyện bọn họ thành một chi đại quân vô địch. Dù sao muốn triệt để tiêu diệt đỉnh Hán đế quốc, chúng ta còn cần một chi quân đội. Cùng Thủy Hoàng và Thú Hoàng thương nghị xong, động tác của Thủy Hoàng cùng Thú Hoàng rất nhanh, tập hợp cường giả tôn giả cảnh của nhân loại cùng huyền thú tôn cấp ra. Hiện tại đối với Nam HV ực mà nói, cần nhất chính là thời gian, cũng may bởi vì Dương Diệp phát huy. Cho tới bây giờ La Tuấn cũng không có dấu hiệu công kích cổ vực thành. Bên ngoài cổ vực thành, Tê Đê Rong rừng rậm, ở phía sau Dương Diệp đứng hơn 100 hắc y nhân, những hắc y nhân này chính là chi bộ đội lúc đầu của Dương Diệp. Hơn 100 người ban đầu ở Kiếm Tông bế quan khổ tu, thời điểm Kiếm Tông xuất hiện nguy cơ diệt tông, Tô Thanh Thi cũng không có thông chi bọn họ, bởi vì ở lúc đó, bọn họ đi ra cũng bất quá là chịu chết. Những thứ này là người của Dương Diệp. Nàng không có quyền lợi để cho bọn họ vì Kiếm Tông chôn cùng. Dương Diệp liếc mọi người, khẽ gật đầu, hắn phát hiện hơn 100 người này, đã có 30 người đạt tới tôn giả cảnh, còn lại đều là linh giả cảnh ngũ phẩm trở lên. Tuy thực lực của những người này so sánh với những thủ hạ kia của La Tuấn, vẫn có khác biệt to lớn, bất quá không quan hệ, hắn không nghĩ qua sẽ để những người này đi đối phó La Tuấn. Đột nhiên ánh mắt Dương Diệp rơi vào trên người một hắc y nhân nói. Đi ra. Thân thể người nọ cứng đờ,
sau đó bóc cái khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt Dương Diệp quen thuộc. Dạ vẫn. Dương Diệp cau mày nói. Sao ngươi lại tới đây? Vợ của ngươi đâu? Dạ vẫn cười khổ nói. Lão đại, không nghĩ tới vẫn không gạt được người. Ngươi lúc đầu nói, ta đạt được tôn giả cảnh có thể tới giúp ngươi. Ngươi xem, hiện tại ta đã là tôn giả cảnh nhị phẩm. Dương Diệp hơi ấm nói. Mà thôi, nếu tới, vậy lưu lại đi, vừa lúc ta cần người giúp ta đi làm một sự tình. Nghe vậy, Dạ vẫn vui vẻ nói. Chúng ta đã sớm muốn giết người của đỉnh Hán đế quốc. Dương Diệp lắc đầu nói. Ta không phải để các ngươi đi giết huyền giả của đỉnh Hán đế quốc. Vậy làm gì? Dương Diệp nói. Nếu như ta không đoán sai, hiện tại nội bộ Nam vực có thật nhiều thế gia còn có thế lực nhỏ đã đầu nhập vào La Tuấn. Các ngươi cần làm chính là đi điều tra, sau khi tra được, trực tiếp giết chết. Đương nhiên, cần phải có chứng cứ nguyên vẹn. Ta không muốn để cho một ít thế lực không có dị tâm của Nam vực trái tim băng giá. Tuân mệnh. Mọi người rời đi. Dương Diệp nhìn về phương hướng đỉnh Hán đế quốc, trong mắt có vẻ ngưng trọng, mặc dù hiện tại hắn ở trong cùng giai đã không có địch. Thủ, thế nhưng hắn biết rõ, ở thế giới này, hắn ở trong mắt một ít người, như trước còn tám ả người yếu. Hiện tại, tất cả mọi người tuân thủ quy tắc, cường giả hoàng giả cảnh không thể ra tay, thế nhưng hắn tin tưởng. Rất nhanh tất cả quy tắc sẽ thành vô dụng. Đến lúc đó, nếu như hắn vẫn có thực lực như bây giờ, người ta muốn diệt hắn, đơn giản là chuyện dễ dàng. Còn nữa, thánh địa kia khẳng định cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có nghịch loại huyền giả, nói chung, tương lai là đã định trước không an tính. Cho nên hắn phải để cho mình đạt tới hoàng giả cảnh, bởi vì chỉ đạt tới hoàng giả cảnh, hắn mới có thể có thực lực đi đối mặt bán thánh. Hơn nữa chỉ đạt tới hoàng giả cảnh. Hắn có thể mở ra hồng mông tháp tầng thứ hai, tỉnh lại tiểu cô nương. Sau khi về cổ vực thành, một việc để cho Dương Diệp hao tổn tâm trí xuất hiện, đó chính là Tần Tịch Nguyệt. Bởi vì hắn phát hiện, Tần Tịch Nguyệt cùng Hiểu Vũ Tịch tựa hồ có chút không thích hợp, bất quá cũng may, tuy hai người không thích hợp, thế nhưng còn không có đánh nhau. Có một số việc dù sao cũng phải đối mặt, phải xử lý. Trong phòng, Dương Diệp gọi Tần Tịch Nguyệt cùng Hiểu Vũ Tịch qua. Bất quá thời điểm Dương Diệp muốn xử lý chuyện của hai nàng, Đinh Thực Dược bỗng nhiên tới, sau đó không biết cùng hai nàng nói gì đó, hai nàng nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó rời đi, làm cho Dương Diệp đầu đầy sương mù. Đinh gia bảo ta kết hôn với ngươi. Đinh Thực Dược nói để Dương Diệp càng thêm bối rối. Thanh Thi cùng Vũ Tịch và Tịch Nguyệt đều đã đồng ý. Đinh Thực Dược lại nói. Dương Diệp. Chấm. Thế nhưng ta không đồng ý. Đinh Thực Dược lại nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 47.